Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 161. Diệp Thần bật cười khanh khách, nếu có Thanh Thu Vân ở chỗ này, hắn cũng không cần xông vào, lập tức ngưng tiếng nói, ta có chuyện rất trọng yếu, cần vào thành giải quyết, xin Thanh cô nương được cái thuận lợi, mang ta cùng chung đi vào. Ngươi muốn ta mang ngươi vào thành, được a? Ngươi thu ta làm đồ đệ, ta cái gì đều nghe ngươi. Thanh Thu Vân hì hì cười một tiếng, trong mắt đốm nhỏ lập lòe. Thanh cô nương, chuyện này sau này hãy nói, người trước mang ta vào thành. Diệp Thần không có tùy tiện đáp ứng, bởi vì nếu như thu nàng làm đồ đệ, ắt phải chọc tới một đoạn nhân quả, chân thực không tốt chặt đứt. Không được, người hiện tại phải đáp ứng ta. Thanh Thu Vân nhưng là một mặt kiên quyết hình dáng, đơn giản là thể chí không thay đổi, biển cạn đá mòn, nhất định phải bái Diệp Thần vi sư. Thị vệ bên cạnh nói, Thanh tiểu thư, trời sắp tối rồi, muốn đóng cửa thành, người muốn đi vào, liền mau vào đi thôi, xin không nên làm khó chúng ta. Được, vậy ta tiến vào. Thanh Thu Vân buông Diệp Thần cánh tay, nói, sư tôn, gặp lại sau. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Diệp Thần thở dài một cái, kêu lên, chậm. Hi hi. Thanh Thu Vân quay đầu lại, lại thân thân mật khoác lên Diệp Thần cánh tay. Trong mắt trong suốt tỏa sáng, nói, sư tôn, ngươi cân nhắc được như thế nào? Thôi, ta đáp ứng ngươi. Tìm huyết mạch sơ khai, chuyện này chân thực quá trọng yếu, cho không được chút nào trì hoãn, Diệp Thần cũng chỉ tốt đáp ứng, dù sao trên người mình nhân quả, đã đủ nhiều, không kém Thanh Thu Vân đoạn này. Quá tốt, sư tôn, sau này ta cái gì đều nghe ngươi. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Thanh Thu Vân vô cùng kích động, gương mặt đỏ bừng một phiến. Còn muốn quỳ xuống dập đầu thi lễ. Chớ nói, mau vào thành đi. Diệp Thần vội vàng ngừng nàng, trong lòng khóc cười không được. Được, chúng ta đi. Thanh Thu Vân kéo Diệp Thần, sải bước bước vào bên trong thành. Thị vệ chung quanh, dĩ nhiên là không dám ngăn trở nữa, nhìn hai người thân ảnh đi xa, bọn thị vệ vẫn kinh nghi bất định, không đoán ra Diệp Thần thân phận. Này, không phải nói Thanh tiểu thư phải lập gia đình sao? Như thế nào cùng một cái xa lạ nam tử câu kết làm bậy? Đúng vậy, chuyện này nếu như bị người khác thấy được, sợ rằng không thiếu được một phen nhàn ngôn toái ngữ. Xuyệt, chớ có lên tiếng, Thanh tiểu thư chuyện riêng, cũng là chúng ta có thể nghị luận. Bọn thị vệ châu đầu ghé tai, sau đó yên lặng đi xuống, không dám lại nói bậy bạ. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục, biển vô tận. Vùng biển bầu trời mưa gió phun trào. Cuồn cuộn mây đen che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế hạ xuống. Mà ở mây đen bên trong, đột nhiên, một đầu đội ánh sáng nhàn nhạt rồng thần từ trong mây đen xuyên ra, thân thể bước vào biển vô tận. Long ngâm chấn thiên, mang cao nhất thần uy. Nước biển vạn trượng, uyển như biển gầm bùng nổ. Mà biển vô tận bên trong, vậy rồng thần huyễn hóa thành một đạo thân thể mềm mại. Cái này thân thể mềm mại không phải người khác, chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi ở Diệp Thần và Hiên Viên Mặc Tà phân thân trong một trận đánh, thành công thoát thân. Nàng đi qua Phục Ma Điện, nhưng là Diệp Thần nhiều lần đều đang bế quan. Trước đây không lâu, nàng lại đi một lần, nhưng là Phục Ma Điện người nói cho Diệp Lạc Nhi, Diệp Thần đã rời đi. Mặc dù không có thấy Diệp Đại Ca một mặt, nhưng là đối với Diệp Lạc Nhi mà nói, Diệp Đại Ca an toàn liền vậy là đủ rồi. Nàng có mình sứ mạng. Ở biết Cửu Thiên Thần Long Điện bí mật thời điểm, nàng liền không còn là Diệp Lạc Nhi. Khi nhìn đến Chí Tôn Long Hoàng chết ở trước mặt của mình thời điểm, nàng cũng biết, tiếp theo đường, nàng sẽ không lại có người hướng dẫn. Nàng chỉ có thể dựa vào mình, từng bước một đi xuống. Vì vận mạng ngọn nguồn cũng tốt, vì mình tương lai cũng được. Nàng không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, Diệp Lạc Nhi đi tới một phiến đậm đà huyết sát chi địa. Mà huyết sát chi địa đều là khô lâu và lạnh như băng, duy nhất không cùng, còn có một đạo bóng người. Vậy thoạt nhìn là một cái người đàn ông trung niên, nam tử trên mình phun trào ra từng cơn phù văn, cho người cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Quỷ dị hơn phải, Long Thành Thiên Tu Vi lại so lần trước mạnh hơn. Hắn lại hấp thu toàn bộ biển vô tận năng lượng. Chỉ bất quá, thời khắc này hắn đổi được người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hoặc giả là nghe được tiếng bước chân. Long Thành Thiên trong mắt chậm rãi mở ra, khi thấy cách đó không xa Diệp Lạc Nhi, hắn không có bất kỳ kinh ngạc. Hắn lộ ra một đạo nụ cười,
chậm rãi mở miệng, Lạc Nhi, người trưởng thành. Nếu như ta không đoán sai, người hẳn đi qua Cửu Thiên Thần Long Điện. Người hẳn biết sự kiện kia liền đi. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp bên trong lăn lốc nước mắt. Nước mắt là nóng. Mấy bước tới giữa, nàng chính là đi tới Long Thành Thiên trước người, ầm. Một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Ba, ta biết, ta đều biết. Nhưng là, tại sao là ta, tại sao? Diệp Lạc Nhi khóc đau khổ tột cùng, trên thân hình mơ hồ vảy rồng hiển lộ, hiển nhiên tâm trạng kích động. Đoạn thời gian này, nàng kiềm chế quá lâu. Nàng tuổi tác, ở Hoa Hạ nối thành năm cũng không tính. Nàng có thể ở cuộc sống trước kia không muốn những thứ này, nhưng là ở Chí Tôn Long Hoàng rơi xuống thời điểm, nàng thế giới tựa như sụp đổ. Nàng muốn đem hết thảy bày tỏ hết cho Diệp Thần nghe, nhưng là Diệp Thần một mực bế quan. Dù là nàng biết Diệp Thần sẽ nguyện ý là nàng xuất quan, nhưng là nàng không muốn làm như vậy. Nàng liên lụy Diệp đại ca quá nhiều. Nàng muốn mình có thể sống kiên cường chút, thậm chí có thể bảo vệ Diệp đại ca. Long Thành Thiên đưa tay ra, vuốt ve Diệp Lạc Nhi sợi tóc, như tử phụ vậy. Làm Diệp Lạc Nhi khóc đủ rồi, rơi vào an tĩnh, Long Thành Thiên mới chậm rãi nói, cái thế giới này, rất nhiều chuyện là chúng ta không cách nào lựa chọn. Chúng ta ra đời, chúng ta tử vong. Năm đó mẫu thân ngươi trong lòng ngươi thời điểm, bị mời tới Cửu Thiên Thần Long Điện, nàng liền dự cảm được cái gì? Nàng thật ra thì ở mấu chốt nhất một khắc kia, có thể cự tuyệt. Nhưng là nàng không có. Nàng biết, người biết kháng cự, nhưng là càng nhiều hơn chính là một phần bảo vệ. Bên trong cơ thể ngươi lực lượng có thể bảo vệ ngươi. Bảo vệ ngươi chống cự cái này diệt thế tai ương. Bảo vệ ngươi ở bết bát nhất hoàn cảnh còn sống. Con đường võ đạo, không có điểm cuối, nếu có điểm cuối, vậy tất nhiên ở vực ngoại và thượng giới trên đất. Lần trước gặp mặt, ta có rất nhiều sự việc không có cùng ngươi tiết lộ, không phải ta chẳng muốn, mà là vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại, thời điểm đến, là cha muốn cùng ngươi nói một chuyện khác. Diệp Lạc Nhi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, mơ hồ tầm mắt nhìn người trung niên này nam tử, nàng nghi ngờ nói cái gì. Long Thành Thiên buông Diệp Lạc Nhi, hướng một cái đi về phía. Ước chừng 10 bước, hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Năm ngón tay tới giữa xuất hiện một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này không phải cái khác, chính là thái cổ sát diễm. Hừng hực thái cổ sát diễm cháy, bao gồm toàn bộ Long Thành Thiên thân thể. Ngay lập tức tới giữa, một đạo kinh thiên long ngâm vang dội toàn bộ biển vô tận. Long Thành Thiên hóa là Long Thần. Nơi đây đã không cách nào vây khốn hắn. Bây giờ Long Thành Thiên chính là áp đảo thiên địa một đầu xích diễm sát long. Đầu này xích diễm sát long trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, miệng to một tấm. Một viên sáng chói bảy màu long châu đột nhiên khạc ra. Bảy màu long châu chậm rãi rơi vào Diệp Lạc Nhi trước người. Phảng phất có sinh mạng giống vậy ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi. Ta hình như đã gặp ngươi. Diệp Lạc Nhi đưa tay ra, đụng vào vậy long châu. Long châu chung quanh bảy màu ngọn lửa cực kỳ ôn hòa. Mà long châu cũng có chút nhảy cẫng hoan hô, không ngừng phân ly ở Diệp Lạc Nhi chừng. Đột nhiên, Diệp Lạc Nhi tay bị rạch ra một vết thương. Một giọt máu tươi hội tụ. Hoàn toàn bị long châu hấp thu. Toàn bộ biển vô tận, nước biển chấn động, linh võ đại lục tựa như nghênh đón một tràng động đất. Mà Diệp Lạc Nhi ấn đường lại xuất hiện một cái con dấu đặc thù. Ấn ký này tựa như tượng trưng cho nào đó loại tôn quý. Diệp Lạc Nhi cảm giác vô cùng vô tận trí nhớ mảnh vỡ xông vào nàng đầu óc. Nàng thậm chí không phân rõ thực tế và hư ảo. Mà ngay lúc này, đầu kia xích diễm sát long đi tới Diệp Lạc Nhi bên người, tiếng rồng ngâm vang lên, Lạc Nhi, hóa là thân rồng, theo ta tới. Diệp Lạc Nhi mặc dù chẳng biết tại sao như vậy, cũng không biết phụ thân làm sao sẽ có thể rời đi nơi này. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng phụ thân, đổi là một đầu rồng thần. Rất nhanh, biển vô tận mặt biển càng phát ra mãnh liệt. Hai cái vòng xoáy to lớn ở chính giữa xuất hiện. Đột nhiên, một đầu đội thánh khiết ánh sáng rồng thần và đầu kia xích diễm sát long lao ra toàn bộ biển vô tận. Toàn bộ biển vô tận, tựa như sôi trào. Trên bầu trời, giống như hai đạo sao rơi xông thẳng tới chân trời. Đi đôi với chấn thiên long ngâm. Vậy phảng phất là một bài vận mệnh chi khúc. Hình ảnh quay về. Thời khắc này Diệp Thần và Thanh Thu Vân đi vào trong thành, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa,
bên trong thành đèn đuốc sáng chói, phượng tiếng tiêu động, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Đột nhiên, hai đạo cực hạn quang ở thương khung vạch qua. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn vậy quang cùng với nhàn nhạt long ngâm, thần sắc ngưng trọng. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Chẳng lẽ linh võ đại lục có biến? Sư tôn thế nào? Thanh Thu Vân hiếu kỳ nói. Diệp Thần không có để ý, đan điền linh lực vận chuyển. Thiên Ma Động minh mắt, mở. Từng luồng ma khí, ở Diệp Thần trên trán ngưng tụ, hóa thành một viên đen nhánh dựng đứng con ngươi. Cái này con ngươi, ngay tức thì xuyên thủng xương mù dày đặc, không ngừng dòm ngó thấy các loại nhân quả. Rất nhanh, Diệp Thần diễn cảm cổ quái mấy phần. Hắn xuyên thấu hết thảy, thấy được Diệp Lạc Nhi và Long Thành Thiên. Diệp Lạc Nhi lại có thể đi biển vô tận. Tại sao không cùng tự mình nói? Còn nữa, Long Thành Thiên lại có thể đi ra. Mấu chốt, bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Thần trong đầu có vô số nghi ngờ, nhưng là nếu đi tới giới vực thành, hắn thì nhất định phải ý tưởng nghĩ cách đạt được huyết mạch sơ khai. Điều không vinh dự này đối với Tiểu Hoàng rất mấu chốt. Đối với mình vậy rất mấu chốt. Bên tai lần nữa truyền tới Thanh Thu Vân thanh âm, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, lắc đầu một cái, không có sao, chúng ta đi thôi. Thanh Tiểu Thư tốt, gặp qua Thanh Tiểu Thư. Hai người đi ở trên đường, không thiếu người đi đường thấy Thanh Thu Vân, đều là rất khách khí chào hỏi. Diệp Thần trong lòng âm thầm tò mò, không biết Thanh Thu Vân là thân phận gì, bất quá hắn vậy không có hỏi, dù sao nếu như Thanh Thu Vân muốn nói, không cần hắn hỏi vậy biết nói, nếu như nàng không muốn nói, hắn hỏi cũng không dùng. Thanh cô nương, nếu ngươi là giới vực thành người địa phương, ta có là một, muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Diệp Thần nhớ huyết mạch sơ khai sự việc. Sư tôn, ngươi nếu đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ, sau này thì chớ kêu ta cô nương cái gì, ngươi hẳn gọi ta một tiếng Đổ Nhi, hoặc là kêu ta Thanh Nhi, Thu Vân cũng có thể. Thanh Thu Vân bĩu môi, nói. Được, Đổ Nhi ngoan, vi sư muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể từng nghe qua huyết mạch sơ khai. Diệp Thần bật cười khanh khách, lúc này đổi lối xưng hô, hỏi nàng huyết mạch sơ khai sự việc. Huyết mạch gì sơ khai, ta chưa nghe nói qua à? Thanh Thu Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta nhận được tin tức, máu này mạch sơ khai từng ở giới vực thành xuất hiện, tựa hồ hoàn thành đan tôn đại hội phần thưởng. Diệp Thần mặt đầy nghi ngờ, hắn mở Thiên Ma Động minh mắt, rõ ràng thấy rõ đến rất nhiều ngày cơ hội, biết được huyết mạch sơ khai, và đan tôn lớn sẽ có muôn hình vạn trạng liên hệ. Nhưng hiện tại, Thanh Thu Vân lại nói, nàng chưa từng nghe qua bất kỳ huyết mạch sơ khai tin tức. Đan tôn đại hội, chàng này hội họp lớn, phần thưởng ngược lại là phong phú, thậm chí còn có trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ Pháp, nhưng cũng không có gì huyết mạch sơ khai, sư tôn, ngươi từ nơi nào nghe được cái tin tức này. Thanh Thu Vân nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, nàng đích xác không có nghe qua huyết mạch gì sơ khai. Phải không? Diệp Thần nghi ngờ sâu hơn, hắn thiên nhãn thấy rõ, không thể nào bị lỗi, máu này mạch sơ khai tuyệt đối và đan tôn đại hội có liên quan. Ta hỏi một chút cha ta đi, cha ta kiến thức rộng, hắn có thể biết huyết mạch sơ khai tung tích. Thanh Thu Vân nói. Được. Diệp Thần thấy được hy vọng, nhất thời gật đầu một cái, hắn cần biết huyết mạch sơ khai tin tức, nếu như Thanh Thu Vân phụ thân có thể tra được, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Sư tôn, đi, ta mang ngươi đi nhà ta. Thanh Thu Vân kéo Diệp Thần cánh tay, dọc theo đường phố đi về phía trước. Sư tôn. Nếu ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta cũng không lừa gạt ngươi, thật ra thì nhà ta là đan đạo thế gia, ở thời đại thượng cổ, địa vị tôn sùng. Ta thành gia tổ tiên, người ta gọi là Thái Cổ Đan Tôn, ở thần quốc được hưởng thịnh dự, sau đó vì né tránh thiên ma xâm lược, cả nhà rời đến giới vực thành. Ở giới vực thành bên trong, ta thành gia thân phận tôn vinh, dẫu sao gia tộc ta tinh thông luyện đan, trong thành các phe tông phái, cũng muốn cầu cạnh chúng ta. Đáng tiếc từ tổ tiên Thái Cổ Đan Tôn chết sau đó, ta thanh gia liền ra đạo bên trong rơi, xa xa không thể và thần quốc minh điện, thiên đạo cung nhóm thế lực tranh phong, chỉ có thể một mực tị cư nơi đây, không có sức trở lại thần quốc. Không quá ta nhà tuy là đan đạo thế gia, nhưng ta càng thích y thuật, không thích lắm luyện đan. Ta lớn nhất hứng thú chính là ở thần quốc du lịch, học tập thần quốc ưu tú nhất y thuật. Hai người vừa đi, Thanh Thu Vân một bên nói tỉ mỉ thanh gia bí sử. Nguyên lai gia tộc ngươi,
lại là đan đạo thế gia. Diệp Thần biết Thanh Thu Vân thân phận, nhất thời một hồi bừng tỉnh, khó trách thủ thành thị vệ, đối với Thanh Thu Vân cung kính như vậy. Thằng nhóc, cái này Thanh gia tổ tiên thái cổ đan tôn, thân phận không đơn giản à. Luân hồi mộ địa bên trong, nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy thanh âm truyền ra, nói cái này thái cổ đan tôn, cũng là ngươi luân hồi mộ địa bên trong trăm vị đại năng một trong, chân thân và ta như nhau, cũng bị nhốt ở thiên đạo cung. Thái cổ đan tôn, là luân hồi mộ địa bên trong đại năng. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời con ngươi co rúm một cái, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sự việc sau lưng, lại còn có một đoạn như vậy sâu xa. Thanh gia tổ tiên, lại là trăm vị đại năng một trong, chân thực ra hắn ý liệu. Khó trách hắn có thể cùng Thanh Thu Vân lần nữa gặp nhau, nguyên lai trong sâu thẳm, sớm có một cái tuyến, đem hai người dính chung một chỗ. Rất nhanh, Diệp Thần đi theo Thanh Thu Vân, đi tới một tòa phủ đệ hùng vĩ. Phủ đệ trên, treo một tấm bảng, trên đó viết xanh lơ phủ hai chữ, chữ viết hùng hồn có lực, lộ vẻ được khí thế bất phàm, trước cửa để hai tôn sư tử đá, uy vũ đường đường, tránh khí nghiêm nghị. Đại tiểu thư, ngài trở về. Hai cái giữ cửa đệ tử, thấy Thanh Thu Vân trở về, nhất thời cung kính hỏi thăm sức khỏe. Ừ, cha ta đâu? Thanh Thu Vân buông lỏng kéo Diệp Thần cánh tay tay, duy trì mất tự nhiên khoảng cách, ở gia tộc đệ tử trước mặt, nàng ngược lại là biết đúng mực. Tộc trưởng ở bên trong, hắn chờ ngươi rất lâu rồi. Đệ tử giữ cửa nói. Cha chờ ta có chuyện gì không? Thanh Thu Vân nghi ngờ hỏi. Đại tiểu thư đi vào thì biết, đệ tử giữ cửa nói. Được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lập tức Thanh Thu Vân mang Diệp Thần, bước vào phủ đệ bên trong, phòng khách đối diện đi ra một cái người trung niên, người mặc cẩm bào, sinh được ngang dấu uy nghiêm. Cha! Thanh Thu Vân vừa nhìn thấy người trung niên này người, liền cười vui nghênh đón. Ha ha, Thanh Nhi, người trở về. Người trung niên vui vẻ yên tâm cười một tiếng, trong ánh mắt mang sủng ái ý. Vị này là... Sau đó, người trung niên nhìn xem Diệp Thần, nhất thời nhướng mày một cái. Hắn kêu Diệp Thần, là ta sư tôn. Thanh Thu Vân tự nhiên hào phóng, trực tiếp giới thiệu, lại hướng Diệp Thần giới thiệu, sư tôn, đây là cha ta, tục danh trên Chấn Động Hạ Trung. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Thanh tiền bối. Diệp Thần chắp tay. Ngươi chính là Diệp Thần. Thanh Chấn Trung nhất thời kinh ngạc, Diệp Thần là thần quốc đệ nhất thiên tài. Lại là Phục Ma Điện người điều khiển, có lớn như vậy danh tiếng, hắn ở giới vực thành cũng nghe đồn qua uy danh. Đúng vậy. Diệp Thần hình dáng khá là khách khí. Ngươi là tiểu nữ sư tôn. Thanh Chấn Trung ánh mắt trầm xuống, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn Thanh gia đường đường đan đạo thế gia, nội tình không biết có bao nhiêu thâm hậu, mà con gái hắn Thanh Thu Vân, cũng là thiên phú lớn lao, ở hắn trong mắt, coi như Diệp Thần thiên tài đi nữa. Vậy không tư cách làm con gái hắn sư phụ. Huống chi Diệp Thần sẽ đối vác thiên ma, nếu như Thanh Thu Vân và Diệp Thần nhân quả dính quá nhiều, Thanh Thu Vân tuyệt đối nguy hiểm. Hụ hụ, tiền bối nói đùa, ta chỉ là Thu Vân bạn bình thường. Diệp Thần ho khan một tiếng, ở Thanh Chấn Trung trước mặt, nhưng cũng không dám lấy sư tôn thân phận tự cho mình là. Sư tôn, Thanh Thu Vân dậm chân, có chút tức giận nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cho nàng nháy mắt. Hai người lúc không có ai thầy trò tương xứng, đổ không có vấn đề gì, nhưng ở trước mặt người ngoài, vẫn là xưng hô như vậy, vậy thì thật to không ổn. Thanh Nhi, đừng ẩu tả, theo ta trở về. Thanh Chấn Trung sắc mặt trầm một cái, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Cha, ngày hôm nay có khách nhân tới sao? Thanh Thu Vân nhìn một chút phòng khách, phát hiện bên trong đại sảnh xe phân khối lớn tiệc rượu, bày đầy món ngon, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Tựa hồ đang chiêu đãi quý khách. Ừ, vực ngoại có một vị luyện đan sư, được gọi là Đan Hoàng Dương Liệt, ngày hôm nay bị ta nơi mời, tới nhà chúng ta làm khách, người mau theo ta đi vào, cực kỳ khoản đãi, không muốn lạnh nhạt người ta. Thanh Chấn Trung mang Thanh Thu Vân đi vào bên trong, dừng một chút, nhìn một chút Diệp Thần nói, Diệp Tiểu Hữu, người vậy mời vào đi, ăn chung bữa cơm. Hắn đối với Diệp Thần thái độ, không rõ lắm bản thân, nhưng theo lễ phép. Vẫn là mời Diệp Thần tham dự tiệc. Đa tạ. Diệp Thần chắp tay, vậy đi theo cùng nhau đi vào. Cha, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nghe qua huyết mạch sơ khai sao? Thanh Thu Vân còn băn khoăn Diệp Thần sự việc,
vội vàng hỏi. Huyết mạch sơ khai. Thanh Trấn Trung lắc đầu một cái, nói ta chưa từng nghe qua, đây là cái đồ gì? Thanh Thu Vân nói, ta cũng không biết à, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, lần này Đan Tôn Đại Hội phần thưởng, có huyết mạch sơ khai cái loại này linh vật sao? Thanh Trấn Trung nói, Đan Tôn Đại Hội phần thưởng, có 33 thiên hồng mông cổ pháp, có đứng đầu pháp bảo binh khí, có quý giá thiên tài dị bảo, nhưng huyết mạch gì sơ khai, ta nhưng là chưa từng nghe qua, phần thưởng bên trong tuyệt đối không có. Phải không? Thanh Thu Vân nhất thời thất vọng, nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần nhíu mày, trong đầu nghĩ, đây là chuyện gì xảy ra, huyết mạch sơ khai và Đan Tôn Đại Hội không liên hệ chút nào. Chẳng lẽ ta thiên nhãn thấy rõ, còn có thể nhìn lầm rồi. Hắn muốn không rõ ràng, không ngờ tới Thanh Trấn Trung cũng không biết huyết mạch sơ khai tin tức, lần này muốn phải tìm, coi như khó khăn. Ngay lúc nói chuyện, ba người vào đến đại sảnh. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc huy hoàng, món ăn ngon món ngon bày đầy tiệc rượu. Ở ghế đầu trên vị trí, ngồi một người mặc trường bào, trán gầy gò ông già, trên người hắn áo khoác, bên trái khâm trên in một đạo dược thảo đan đỉnh khắc hoa văn, hiển nhiên là một vị luyện đan sư. Ở ông già bên người, ngồi một người trẻ tuổi, tướng mạo và hắn tương tự, hiển nhiên là hắn con trai. Người trẻ tuổi này, vừa nhìn thấy Thanh Thu Vân đi vào, nhất thời lộ ra nóng rực ánh mắt, không ngừng liếc Thanh Thu Vân dáng người thướt tha, một bộ thèm thuồng một mét hình dáng. Ở hai người vùng lân cận, còn ngồi rất nhiều người mặc đan bào người, rõ ràng đều là vực ngoại hoặc là giới vực thành luyện đan sư. Thanh Nhi, ta vội tới người giới thiệu, vị này là vực ngoại thanh danh hiển hách đan hoàng Dương Liệt, vị này là hắn hổ tử Dương Đằng, còn có chư vị ngồi ở đây, đều là vực ngoại nổi danh luyện đan sư. Thanh Trấn Trung mặt nở nụ cười, hướng Thanh Thu Vân nhất nhất giới thiệu. Tiểu nữ Thu Vân, gặp qua đan hoàng tiền bối, gặp qua gia vị đại sư. Thanh Thu Vân rất có giáo dưỡng, hướng đan hoàng Dương Liệt và rất nhiều luyện đan sư hỏi thăm sức khỏe, nhưng khi thấy Dương Đằng vậy thèm thuồng ánh mắt, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu mày một cái, trong lòng khá là không vui. Thanh Nhi, vị này đan hoàng đại sư, nhưng mà vực ngoại thất sát ma tông trưởng lão, từng dùng vô số dược liệu, lấy thủ đoạn nghịch thiên, là thất sát ma tông mở ra một cái đan hoàng ao. Đan này hoàng ao linh khí, đủ để cho thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Cũng có thể lại vào nhất tầng thiên, vô cùng lợi hại, người như có thể học được đan hoàng đại sư bản lãnh, đời này cũng được ích lợi vô cùng. Thanh Trấn Trung một mặt mỉm cười, nói ra đan hoàng Dương Liệt thủ đoạn. Nơi nào, lão phu một chút không quan trọng thủ đoạn, để cho thanh tộc trưởng chê cười. Đan hoàng Dương Liệt vuốt râu cười một tiếng, khách sáo tự khiêm nhường một phen. Cái này đan hoàng Dương Liệt, trên người có ma đế tiền bối nhân quả. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn đan hoàng Dương Liệt hình dáng, nghe nữa trước Thanh Trấn Trung mà nói, hắn nhất thời dòm ngó thấy vô số nhân quả, thấy rõ đến sau lưng thiên cơ. Nguyên lai, đan hoàng Dương Liệt mở ra đan hoàng ao, linh khí toàn bộ bị giả thiên ma đế tranh đoạt, giả thiên ma đế lấy đột phá này, bước vào thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Cho nên, ở đan hoàng Dương Liệt trên mình, Diệp Thần thấy được giả thiên ma đế nhân quả hơi thở. Trừ giả thiên ma đế. Hắn còn thấy được Thanh Thị Trúc Long nhân quả. Nguyên lai Thanh Thị Trúc Long làm thất sát ma tông hộ pháp, đan hoàng Dương Liệt mở ra đan hoàng ao, là hắn chuẩn bị, cuối cùng lại bị ma đế tiền bối cướp lấy. Trong thoáng chốc, Diệp Thần nhân quả động triệt, xem thấu rất nhiều sương mù dày đặc, nhìn như không liên quan chút nào nhân vật, lập tức chuỗi liền liền đứng lên. Hắn thiên ma động minh mắt, tu vi sức lửa càng ngày càng sâu dày, chỉ cần nghe thấy một điểm tình báo. Lại nhìn thấy tương quan nhân vật, là có thể tự động xuyên qua sau lưng nhân quả, biết tất cả mọi chuyện. Loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích. Cùng hắn thiên ma động minh mắt, luyện đến tột cùng nhất cảnh giới, có lẽ thật có thể nhìn thấu hết thảy thiên cơ, xuyên thủng tất cả sương mù dày đặc. Đến lúc đó, chư thiên vũ trụ, không có bất kỳ sự việc, có thể lừa gạt được hắn tai mắt. Đan Hoàng Đại Sư, ngài luyện đan thần thông cái thế, xin không nên chê tiểu nữ tư chất bất tài. Thu nàng làm đồ đệ. Thanh Trấn Trung cầm Thanh Thu Vân kéo tới đây, nói Thanh Nhi, mau quỳ xuống bái sư, vị này đan hoàng đại sư, là ta thay ngươi tìm sư phụ, sau này ngươi sư tử đan hoàng, muốn chuyên tâm học nghệ, tái hiện ta thanh gia thái cổ trói lọi. Muốn ta bái sư? Nghe Thanh Trấn Trung mà nói, Thanh Thu Vân nhất thời ngây ngẩn. Ngày hôm nay chàng này tiệc, có thể nói là tiệc bái sư.
mau dập đầu đi, Thanh Trấn Trung kêu lên. Thanh Thu Vân ngây tại chỗ, không nghĩ tới cái này Đan Hoàng Dương Liệt, nguyên lai là phụ thân cho nàng tìm sư phụ. Ha ha, Thanh tộc trưởng, làm nghìn vàng xương cốt thanh niên, luyện đan tư chất tuyệt cao, muốn lão phu thu nàng làm đồ đệ, ngược lại cũng không thành vấn đề, chính là nhi tử ta và nàng hôn sự. Đan Hoàng Dương Liệt nhìn một chút con trai Dương Đằng, lại nhìn vọng Thanh Trấn Trung. Thanh Trấn Trung hoảng hốt vội nói, chàng hôn sự này, dĩ nhiên không thành vấn đề, tiểu nữ vậy đến cưới gả tuổi tác, cùng nàng bái sư sau đó, gả cho lệnh lang làm vợ. Như vậy quá tốt. Nghe được Thanh Trấn Trung mà nói, Đan Hoàng Dương Liệt vậy hài lòng cười. Bên cạnh Dương Đằng, mặt đầy hưng phấn thần sắc, không ngừng liếc Thanh Thu Vân khuôn mặt trắng noãn, dáng thướt tha dáng vẻ, trong ánh mắt tựa hồ có lửa cháy bừng bừng đang cháy. Cha, ngươi muốn ta bái sư, còn muốn đem ta gả cho người khác. Thanh Thu Vân nghe vậy, thật là như bị sét đánh, cả người run lẩy bẩy. Thanh Nhi, mau dập đầu đi, bái Đan Hoàng Đại Sư Vi Sư, là ba ngươi sinh đã tu luyện có phúc, hơn nữa ngươi và Đan Hoàng Đại Sư con trai, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, sau này cũng kết liền cành, tất có thể truyền thành giai thoại. Thanh Trấn Trung kéo kéo Thanh Thu Vân ống tay áo, tỏ ý nàng quỳ xuống bái sư. Đan Hoàng Dương Liệt ở vực ngoại biên giới, thanh danh đặc biệt hiển hách, không biết lại có bao nhiêu người muốn bái nhập bọn họ hạ, Thanh Trấn Trung cũng là sát phí khổ tâm, mới mời được Đan Hoàng Dương Liệt tới đây. Mà Đan Hoàng Dương Liệt, cũng có ý thu học trò, chỉ có một điều kiện, chính là muốn Thanh Thu Vân gả cho hắn con trai. Cái này điều kiện, ở Thanh Trấn Trung trong mắt, một chút cũng không quá đáng, ngược lại là tăng tiến tình cảm tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hai nhà thông gia, hơn nữa tình thầy trò, Thanh gia và Đan Hoàng gia tộc, cường cường liên thủ, còn có sau lưng Thất Sát Ma Tông thế lực, hắn Thanh gia có hy vọng trọng trấn Thái Cổ Hùng Phong. Còn như Thanh Thu Vân ý tưởng, Thanh Trấn Trung cũng không có qua hỏi, dù sao Đan Hoàng Dương Liệt uy danh hiển hách, kỳ tử Dương Đằng cũng là tuấn tú lịch sự, muốn đến nàng cũng là đáp ứng. Cha, ta không thể bái sư. Thanh Thu Vân sắc mặt cực lạnh, đứng tại chỗ, cũng không có quỳ xuống. Ngươi nói gì sao? Thanh Trấn Trung nghe được nàng mà nói, nhất thời ngây ngẩn. Ta có sư phụ. Thanh Thu Vân một mặt tức giận, lớn tiếng nói. Nàng tiếng nói rơi xuống, mới vừa náo nhiệt phòng khách, nhất thời yên tĩnh lại. Ngươi có sư phụ. Thanh Trấn Trung sắc mặt trầm xuống. Thanh Thu Vân đột nhiên gật đầu. Nhất thời, toàn trường tân khách kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Thanh Thu Vân không chỉ có không chịu quỳ xuống bái sư, còn nói bản thân có sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Ở rất nhiều tân khách nhìn soi mói, Đan Hoàng Dương Liệt nét mặt già nua không nén giận được, trầm giọng nói, Thanh tộc trưởng, đây là chuyện gì xảy ra, nếu làm nghìn vàng đã có sư phụ, vì sao ngươi còn muốn kêu nàng bái ta làm sư phụ? Đan Hoàng Đại Sư bất giận, tiểu nữ hồ ngôn loạn ngữ thôi. Thanh Trấn Trung vội vàng bồi tội. Trợn mắt nhìn Thanh Thu Vân nói, Thanh Nhi, đừng làm rộn nóng này, mau quỳ xuống bái sư. Được, sư tôn ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái. Thanh Thu Vân đi nhanh đến Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống, thái độ đặc biệt cung kính. Nàng xác thực quỳ xuống, nhưng quỳ bái người, cũng không phải Đan Hoàng Dương Liệt, mà là Diệp Thần. Nhất thời, toàn bộ phòng khách yên lặng như tờ. Tất cả người một mặt kinh ngạc. Đan Hoàng Dương Liệt cũng là mặt đầy bối rối, có một loại bị người trêu đùa cảm giác. Bên cạnh Dương Đằng, nhìn Diệp Thần ánh mắt, mang một cổ to lớn tức giận và đố kỵ. Thằng nhóc này, là Thanh Thu Vân sư tôn. Đơn giản là thiên đại cười nhạo. Thanh Thu Vân hướng Diệp Thần chớp mắt một cái, có chút hoạt bát đắc ý hình dáng. Diệp Thần cũng là ngây ngẩn, không nghĩ tới dưới con mắt mọi người, Thanh Thu Vân sẽ quỳ xuống trước mặt hắn. Lần này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, hắn nhất thời thành vòng xoáy trung tâm. Giờ phút nguy hiểm đó, hắn đã đáp ứng Thanh Thu Vân, muốn thu nàng làm đồ đệ, cho nên Thanh Thu Vân quỳ bái, kêu hắn sư tôn, hắn hoàn toàn không thể cự tuyệt. Ta sư tôn kêu Diệp Thần, y đạo võ đạo song toàn, là thần quốc, không, là vạn cổ đệ nhất thiên tài, hắn đã thu ta làm đồ đệ, ta không thể lại bái sư. Ở mọi người ngạc nhiên để gặp. Thanh Thu Vân nói ra Diệp Thần thân phận. Đan Hoàng Đại Sư, ta không thể lại bái nhập ngươi cử xuống, xin ngươi hãy không nên phiền lòng. Dừng một chút, Thanh Thu Vân hướng Đan Hoàng Dương Liệt xin lỗi, lễ phép đặc biệt chu đáo, nhưng thái độ vậy đặc biệt minh quyết,
nàng tuyệt không thể nào lại bái sư. Đan Hoàng Dương Liệt nét mặt già nua đỏ bừng, trong mắt đặc biệt tức giận, dưới con mắt mọi người, hắn hoàn toàn bị Thanh Gia đùa bỡn, hết lần này tới lần khác hắn không tiện phát tác. Nguyên lai hắn chính là Diệp Thần. Thần quốc đệ nhất thiên tài, ta cũng có nghe thấy. Nhưng hắn có tài đức gì, dựa vào cái gì và Đan Hoàng Đại Sư so sánh? Nhiều người tân khách nghe được Thanh Thu Vân mà nói, cũng là rối rít nghị luận. Diệp Thần danh hiệu, bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua, nhưng bọn họ không hề cho rằng, Diệp Thần có tư cách làm Thanh Thu Vân sư phụ. Dẫu sao, bàn về đan đạo, Đan Hoàng Dương Liệt mới thật sự là nghịch thiên chính tông, liền Đế Uyên Điện phân thế lực vậy từng đã phát ra mời, muốn mời hắn là đan đường trưởng lão, bất quá bị cự tuyệt thôi. Ở trong mắt bọn họ, đơn thuần lấy đan đạo mà nói, Diệp Thần tuyệt đối so với không được Đan Hoàng Dương Liệt. Có lẽ Diệp Thần y thuật rất tinh xảo, nhưng thuật luyện đan, tuyệt đối không thể nào cùng Dương Liệt so sánh. Không sao, Thanh cô nương nếu đã có sư phụ, tự nhiên không thể lại bái lão phu làm thầy. Đan Hoàng Dương Liệt sờ một cái râu, mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, Diệp tiểu hữu, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ, liền làm người sư tôn, thật là lớn bản lãnh à. Lão phu Tố Văn ngươi tinh thông y võ đại đạo, cũng không biết ngươi nguyên lai còn tinh thông đan đạo, lão phu bất tài, muốn cho khuyển tử ra tay, và Diệp tiểu hữu đấu đan, không biết các hạ ý như thế nào. Lời nói tới giữa, hắn nhìn một chút bên cạnh Dương Đằng. Hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn tự mình ra tay đấu đan, cho nên kêu con trai Dương Đằng ra tay. Chỉ cần Dương Đằng có thể đánh bại Diệp Thần, như vậy hắn liền có thể chứng minh, thuật luyện đan của hắn, xa xa ở Diệp Thần bên trên, Thanh Thu Vân không chịu bái ông ta làm thầy, là Thanh gia tổn thất, không phải hắn Đan Hoàng thế gia bất lực. Diệp huynh đệ, xin mời. Dương Đằng đứng dậy, ánh mắt nghiêm ngặt nhìn Diệp Thần. Thanh Thu Vân đối với Diệp Thần cung kính như thế thân mật, để cho hắn tức giận vô cùng, nếu không áp chế Diệp Thần nhuệ khí, khó khăn tiết mối hận trong lòng. Đấu đan. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, cười nói tại hạ đan đạo bình thường, chân thực không dám cùng Đan Hoàng tiền bối so sánh, cái này đấu đan cũng không cần so, ta nhận thua là được. Diệp Thần chỉ muốn tìm dò thứ hai huyết mạch sơ khai, không hề muốn hơn gây rắc rối. Nhưng hắn lời nói này, Dương Liệt và Dương Đằng hai phụ tử nghe được, nhưng cảm thấy vô cùng chói tai, tựa như bị người khinh thị làm nhục. Dương Đằng nói, Diệp huynh đệ, ngươi liền theo ta đấu đan cũng không dám, có gì tư cách làm Thanh cô nương sư phụ. Diệp Thần cười nói, tại hạ có hay không tư cách, không nhọc Dương huynh bận tâm, Thanh cô nương nàng tự có quyết đoán. Sư tôn, ngươi hãy cùng hắn so một lần, để cho hắn kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Thanh Thu Vân nhìn Dương Đằng từng bước ép sát hình dáng, trong lòng giận. Nàng muốn cho Diệp Thần hiển lộ mũi nhọn, chứng minh cho tất cả người xem, nàng Thanh Thu Vân không có bái sai sư phụ, Diệp Thần là chân chính chính thiên tài. Đánh nhau vô ích, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Diệp Thần lắc đầu một cái, thực không muốn sinh nhiều rắc rối. Sư tôn, Thanh Thu Vân nhất thời nổi giận, trong lòng rất là thất vọng. Không nghĩ tới Diệp Thần khiêm tốn như vậy, chẳng lẽ vì tìm vậy huyết mạch gì sơ khai, bị người đạp đến cùng cũng có thể nhịn chịu đựng sao? Ha ha, không biết Diệp huynh đệ có chuyện gì quan trọng, ta Đan Hoàng nhất tộc có lẽ có thể giúp được một hai. Dương Đằng cười lạnh hỏi, chỉ lấy là Diệp Thần rụt rè e sợ, tìm mượn cớ tránh đánh. Tại hạ đang tìm một loại kêu huyết mạch sơ khai linh vật, Dương huynh nếu có thể cung cấp đầu mối gì, người muốn đấu cái gì, tại hạ tùy thời phụng bồi. Diệp Thần cũng không giấu giếm, nói ra mình mục đích. Huyết mạch sơ khai. Dương Đằng ngẩn người, hắn nhưng chưa từng nghe qua cái loại này linh vật, quay đầu nhìn về Đan Hoàng Dương Liệt cha, người có nghe qua sao? Huyết mạch sơ khai, đây không phải là Ngọc Quỳnh Kim Lộ tên khác là sao? Đan Hoàng Dương Liệt nhíu mày một cái, nói, Ngọc này Quỳnh Kim Lộ, là lần này Đan Tôn Đại Hội một trong phần tưởng, có vô cùng dư thừa năng lượng, nếu như ăn, có thể thật to tăng lên huyết mạch phẩm chất, bất qua cái loại này linh vật, không thích hợp thân thể con người uống, chỉ thích hợp thú cưng chiếm đoạt, không biết Diệp tiểu hữu tìm tới làm gì. Huyết mạch sơ khai, kêu Ngọc Quỳnh Kim Lộ, là Đan Tôn Đại Hội phần thưởng. Nghe được Đan Hoàng Dương Liệt mà nói, Diệp Thần nhất thời vô cùng khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, huyết mạch sơ khai nguyên lai còn có một cái biệt danh, kêu Ngọc Quỳnh Kim Lộ, là lần này Đan Tôn Đại Hội một trong phần thưởng. Quả nhiên,
huyết mạch sơ khai và đan tôn đại hội có liên quan. Ta cũng biết, ta thiên nhãn thấy rõ, không thể nào nhìn lầm. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn về phía Đan Hoàng Dương Liệt nói, Đan Hoàng Đại Sư, có phải hay không chỉ cần ta tham gia đan tôn đại hội, cuối cùng thắng được, là có thể bắt được ngọc này Quỳnh Kim Lộ. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu muốn tham gia đan tôn đại hội. Đan Hoàng Dương Liệt cười một tiếng. Nếu quả thật có thể bắt được ngọc Quỳnh Kim Lộ, đan này tôn đại hội, tại hạ khẳng định sẽ đi tham gia. Rốt cuộc biết huyết mạch sơ khai tin tức xác thật, Diệp Thần trong lòng cũng là nóng như lửa. Hừ, ngươi lấy làm cho này đan tôn đại hội là nhà ngươi mở, cái gì con mèo, con chó cũng có thể đi, không ta đan tháp đồng ý, ngươi không tư cách tham gia thi đấu. Một bên Thanh Trấn Trung, vô cùng chấn nộ nhìn Diệp Thần. Thanh Thu Vân nhận Diệp Thần làm sư phụ, chuyện này, hắn là tuyệt đối phản đối. Coi như Diệp Thần thật y võ cái thế, đan đạo ngút trời, hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì, Diệp Thần thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu như Diệp Thần làm Thanh Thu Vân sư phụ, bàn về bối phận, cũng đủ để và hắn ngồi ngang hàng, đây quả thực không cách nào tiếp nhận. Nhìn Thanh Trấn Trung tức giận như vậy hình dáng, Diệp Thần nhất thời không biết làm sao, liếc Thanh Thu Vân một mắt. Người con bé này, nếu như khiêm tốn một chút, ta cũng không sẽ khó làm như vậy người à. Diệp Tiểu Hữu, ngươi còn không có thông qua đan tháp khảo hạch chứ? Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt híp lại, hỏi. Không biết đan này tháp khảo hạch là cái gì, tại hạ mới tới nơi đây, nhưng là không biết. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái. Ha ha, đan tháp là giới vực thành một cái luyện đan tổ chức, do Thanh gia nắm giữ, rất nhiều đan đạo thế gia tạo thành, trừ phi ngươi có đặc thù số người, nếu không muốn tham gia đan tôn đại hội, trước hết thông qua đan tháp khảo hạch. Ngươi liền và khuyển tử đấu đan dũng khí cũng không có, đan này tháp khảo hạch, không thi cũng được. Người không tư cách tham gia thi đấu. Đan Hoàng Dương Liệt khẽ cười lạnh, trong ánh mắt mang một chút khinh thường. Diệp huynh đệ, đan tháp khảo hạch một tháng trước liền hết hạn, ba ngày sau chính là đan tôn ngày đại hội, người muốn tham gia thi đấu vậy không còn kịp rồi. Ha ha, xem ra vậy Ngọc Quỳnh Kim Lộ, ngươi là không thể nào lấy tới tay, quả thực đáng tiếc à. Dương Đằng cũng là cười lên, thấy Diệp Thần muốn tham gia đan tôn đại hội, nhưng hết lần này tới lần khác không thể dự thi hình dáng. Lòng hắn bên trong rất là thống khoái. Diệp Thần nghe cái này hai cha con lời nói, sắc mặt nhất thời đặc biệt khó khăn xem. Diệp Thần, người muốn tham gia thi đấu cũng không phải không thể. Đột nhiên, Thanh Trấn Trung đổi câu chuyện. Thanh tiền bối chính xác ta tham gia thi đấu. Diệp Thần nghe được hắn mà nói, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thanh Trấn Trung không chỉ là Thanh gia tộc trưởng, vẫn là đan tháp đầu não, nếu như hắn chịu mở miệng. Diệp Thần tự nhiên có thể phá lệ tham gia thi đấu. Ha ha, ta có thể cho một mình ngươi đặc thù số người, để cho ngươi tham gia đan tôn đại hội, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải rời khỏi con gái ta, giải trừ thầy trò quan hệ. Thanh Trấn Trung lạnh lùng nói. Cha! Thanh Thu Vân nghe được Thanh Trấn Trung mà nói, nhất thời nóng nảy kêu lên. Giải trừ thầy trò quan hệ. Diệp Thần ánh mắt run lên. Lại không nghĩ rằng Thanh Trấn Trung sẽ nói lên cái yêu cầu này. Cái này Thanh Trấn Trung, ngược lại là biết làm người. Bên cạnh Đan Hoàng Dương Liệt, sờ một cái râu, yên lặng gật đầu. Thanh Trấn Trung làm như vậy, bày rõ là uy bách Diệp Thần, chiếu cố hắn mặt mũi. Diệp huynh đệ, Thanh cô nương lương tài mỹ ngọc, người có thể đừng chậm trễ người ta, người giải trừ thầy trò quan hệ, để cho Thanh cô nương chuyển đầu ta Đan Hoàng nhất tộc cử xuống, mới là tốt nhất biện pháp. Dương Đằng khuyên nhủ, ánh mắt lặng lẽ nhìn Thanh Thu Vân, mặt đầy hưng phấn nóng rực vẻ. Chỉ cần Thanh Thu Vân rời đi Diệp Thần, bái nhập hắn phụ thân cử xuống, hắn là có thể cưới nàng làm vợ, hưởng người đẹp chi phúc. Diệp Thần trầm mặc, không nói gì. Sư tôn, Thanh Thu Vân hàm răng cắn môi đỏ mọng, mắt đẹp ngưng mắt nhìn Diệp Thần, rất sợ hắn thật mở miệng, nói muốn giải trừ quan hệ. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Diệp Thần lắc đầu một cái. Nhìn Thanh Trấn Trung nói, Thanh tiền bối, ta vừa đáp ứng Thu Thu Vân làm đồ đệ, lại không thể tùy ý bỏ lại nàng, mời tiền bối thứ lỗi. Mặc dù, Diệp Thần vậy không thế nào muốn làm Thanh Thu Vân sư phụ, nhưng nếu đáp ứng, nhân quả ràng buộc đã thành lập, há cho người ngoài một phen lời nói, liền hoàn toàn chặt đứt. Mình nhân quả, chỉ có thể tự giải quyết, Diệp Thần tuyệt sẽ không bị người ngoài uy hiếp. Ngươi,
Thanh Trấn Trung nhìn Diệp Thần quả quyết hình dáng, trên mặt nhất thời hiện ra lửa giận, nói, Đan Tôn Đại Hội ngươi không muốn tham gia, Ngọc Quỳnh Kim Lộ ngươi không muốn. Ta muốn tham gia, cũng muốn, nhưng Đại Trượng Phu làm việc, đường đường tránh tránh, ta sẽ không bỏ lại Thu Vân. Diệp Thần vẫn lắc đầu. Sư Tôn, Thanh Thu Vân có vẻ cảm kích, nước mắt cũng mau rơi ra ngoài, đi tới Diệp Thần trước mặt, xít sao khoác ở hắn cánh tay. Nhìn hai người như vậy thân mật hình dáng, Thanh Trấn Trung, Đan Hoàng Dương Liệt, Dương Đằng ba người, đều là vô cùng tức giận, vô cùng tức giận. Tại chỗ các tân khách, nhưng là một bộ xem kịch vui hình dáng. Xem Diệp Thần và Thanh Thu Vân hình dáng, hiển nhiên không phải phổ thông sư đồ quan hệ như thế đơn giản, sau lưng nói không chừng còn khác có nguyên nhân quả. Nghĩ như vậy, mọi người nhìn về phía Dương Đằng, diễn cảm hơn nữa cổ quái. Thanh Trấn Trung, nhà ngươi con gái tìm một sư phụ tốt à, xem ra vậy chưa giả phu chuyện gì. Đan Hoàng Dương Liệt ra mặt co giúp, đặc biệt khó chịu, trong lòng đang suy nghĩ, muốn không nên kết thúc và Thanh gia hợp tác. Đan Hoàng Đại Sư, đều là hiểu lầm, tiểu nữ tự do phóng khoáng, ta quay đầu sẽ thật tốt dạy dỗ. Thanh Trấn Trung không ngừng nói xin lỗi, mồ hôi cũng nhô ra. Hắn Thanh gia là đan tháp nắm giữ, bàn về thế lực, không kém chút nào Đan Hoàng Dương Liệt, nhưng vấn đề là, hắn muốn trọng trấn thái cổ tổ tiên Hùng Phong, trở lại thần quốc, dựa hết vào Thanh gia một nhánh thế lực là không được, nhất định phải có Đan Hoàng Dương Liệt, còn có vực ngoại tông phái gắng sức. Nếu như đắc tội Đan Hoàng Dương Liệt, Thanh Trấn Trung Trấn Hưng gia tộc kế hoạch, đem hoàn toàn lâm vào là bọt nước. Cha, ta sư tôn y võ thông trời, là một cái thế đế tôn, có hắn tương trợ, chúng ta Thanh gia tất có thể Trấn Hưng, cần gì phải dựa vào người ngoài. Thanh Thu Vân mang hai mắt ngấn lệ, nhìn Thanh Trấn Trung nói. Ngươi cho ta im miệng. Thanh Trấn Trung vô cùng tức giận, giơ bàn tay lên, thì phải một cái tát đánh xuống, nhưng cuối cùng bỏ không được, bàn tay treo trên bầu trời không ngừng run rẩy. Hắn nghe qua Diệp Thần sự tích, tự nhiên cũng biết Diệp Thần huy hoàng vô địch, có ngập trời tiềm lực. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần đắc tội Thiên Đạo Cung, cuối cùng tuyệt đối phải bị Hiên Viên Mặc Tà tru diệt. Hơn nữa cùng Thiên Ma là địch, vạn vừa thất bại, vô cùng hậu hoạn à. Thái cổ Đan Tôn vì sao phải rời đi thần quốc, đi tới nơi này đặc thù giới vực thành, chính là muốn có nhất thế an ninh à. Liền tổ tiên nhìn trời Thượng Hải vô kế khả thi, huống chi chính là một cái Diệp Thần. Một khi Thanh Thu Vân bái nhập Diệp Thần cử xuống, đến lúc đó Thiên Đạo Cung và Thiên Ma hàng giận, sợ rằng toàn bộ Thanh gia đều phải tiêu diệt. Một bên Đan Hoàng Dương Liệt và Dương Đằng, nghe được Thanh Thu Vân mà nói, đặc biệt là người ngoài hai chữ, chỉ cảm thấy đặc biệt chói tai, sắc mặt hai người đều là vô cùng khó khăn xem. Sư Tôn, ngươi muốn tham gia Đan Tôn Đại Hội, ta số người có thể nhường cho ngươi. Thanh Thu Vân cũng không để ý người ngoài ánh mắt, từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Thần. Lệnh bài kia phía trên, khắc một cái đan chữ, là đan tháp tín vật, người bất kỳ chỉ cần tay cầm vật này, cũng có thể không điều kiện tham gia Đan Tôn Đại Hội. Diệp Thần cầm lấy lệnh bài, nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới Thanh Thu Vân dám mạo hiểm lớn sơ suất, cầm số người chuyển nhượng cho hắn. Ngươi dám? Thanh Trấn Trung nhìn Thanh Thu Vân động tác, nhất thời vô cùng tức giận. Thằng nhóc này, rốt cuộc cho Thanh cô nương ăn cái gì thuốc mê, lại có thể để cho nàng như vậy cung thuận phục tùng. Dương Đằng nhìn một màn này, vậy là vô cùng đố kỵ, trong lòng vô cùng thống hận. Đan Hoàng Dương Liệt không nói gì, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Được rồi, người số người, ta không thể muốn. Diệp Thần không muốn nhìn thấy Thanh Thu Vân cha con gái quyết liệt, đưa lệnh bài trả trở về. Diệp Thần, nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Thanh Trấn Trung giận phát trùng tiêu, nhưng là bất kể hết thảy, muốn đuổi Diệp Thần. Thanh tiền bối, đắc tội. Diệp Thần đắng chát cười một tiếng, nếu đối phương hạ lệnh trục khách, hắn tự nhiên không có dày như vậy ra mặt, lại lưu ở chỗ này, lúc này cáo từ rời đi. Sư Tôn, ta đi với ngươi. Thanh Thu Vân dậm chân, cũng là giận dỗi, đi theo Diệp Thần cùng nhau rời đi. Thanh Nhi, ngươi trở lại cho ta. Thanh Trấn Trung kêu to, nhưng Thanh Thu Vân làm như không nghe, còn là theo chân Diệp Thần đi ra ngoài. Thấy một màn này, toàn bộ phòng khách đều yên lặng, một phiến tĩnh mịch. Tiểu nữ tự do phóng khoáng, để cho các vị chê cười. Thanh Trấn Trung chắp tay, chỉ cảm thấy mặt mũi quét sân, không đất dung thân.
Đan Hoàng đại sư thuật luyện đan, có thể nói là độc bộ thiên hạ, làm nghìn vàng không chịu bái sư, ngược lại nhận một tên tiểu tử làm sư phụ, đây là có mắt không tròng à. Thanh tộc trưởng, người có thể phải thật tốt dạy dỗ nàng. Ha ha, người ta con gái nổi giận, là khó khăn dạy dỗ liền điểm, cùng nàng bớt giận, thanh tộc trưởng sẽ chậm chậm theo nàng nói một chút lý, muốn đến nàng cũng có thể quay đầu. Nhiều người tân khách người một lời ta một lời, không ngừng nghị luận. Nhất định, nhất định. Thanh Trấn Trung nụ cười cứng ngắc, lại hướng Đan Hoàng Dương Liệt chắp tay, nói, Đan Hoàng đại sư, tiểu nữ có nhiều đắc tội, là nàng thơ dại, mong rằng tha thứ. Hừ, đăng mà, chúng ta đi. Đan Hoàng Dương Liệt hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nhiều, mang Dương Đằng rời đi. Cha, Diệp Thần thằng nhóc kia, tối nay để cho chúng ta mất hết mặt mũi, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Dương Đằng nhỏ giọng hỏi, giọng mang một chút ý định giết người. Hừ, ta Đan Hoàng thế gia uy nghiêm, há cho người ngoài chiết nhục. Ba ngày sau Đan Tôn đại hội, thằng nhóc kia nhất định sẽ đến tham gia, chúng ta ở trong đại hội, hung hăng đánh bại hắn nhuệ khí là được. Đan Hoàng Dương Liệt già nua trong tròng mắt, cũng là đằng đằng sát khí, cùng đại hội kết thúc, chúng ta bắt được khen thưởng, luyện thành pháp hoa mất đi trời, nắm giữ cao nhất hồng mông thiên uy, muốn chém giết thằng nhóc kia, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Pháp hoa mất đi trời, là Đan Tôn đại hội một trong phần thưởng. Lần này Đan Tôn đại hội, phần thưởng đặc biệt phong phú, trong đó nhất làm người ta thèm thuồng có hai kiện. Một kiện phần thưởng, kêu Ngọc Quỳnh Kim Lộ. Có vô cùng phong phái linh khí, đối với thú cưng rất có ích lợi, uống dưới, có thể để cho con kiến hôi lột xác thành mãnh hổ, quả đen lột xác thành phượng hoàng, có gần như nghịch thiên tạo hóa lực. Khác một kiện phần thưởng, chính là một môn cao nhất thần thông, cách gọi hoa mất đi trời, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, có diệu pháp hoa sen, đại uy thiên long, Phật quang ngập trời thở mạnh voi, có thể độ hóa mất đi hết thảy kẻ địch, lực sát thương vô cùng lợi hại. Nếu như có thể luyện thành pháp hoa mất đi trời, Đan Hoàng Dương Liệt có nắm chắc giết chết Diệp Thần. Cha, ta nghe nói Diệp Thần người này, chiến lực ngút trời, liền thần quốc thiên đạo cung cũng không dám khinh thị, chúng ta coi như luyện thành pháp hoa mất đi trời, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn à. Dương Đằng chán lo âu, tại mãnh liệt đố kỵ tâm trạng hạ, hắn chỉ muốn đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Nhưng hắn cũng biết, Diệp Thần sức chiến đấu, đặc biệt khủng bố, tuyệt đối không phải dễ giết như vậy. Không sao, gia tộc chúng ta phía sau, còn có Trúc Long Đại Nhân gắng sức, chỉ cần lấy được Ngọc Quỳnh Kim Lộ, để cho Trúc Long Đại Nhân khôi phục toàn bộ thực lực, muốn chém giết thằng nhóc kia, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đan Hoàng Dương Liệt vuốt râu mỉm cười, hắn là Thất Sát Ma Tông thủ tịch trưởng lão, mặc dù không có quá lớn thực quyền, chỉ được hưởng Đan Hoàng danh dự, nhưng sau lưng hắn, lại có Thanh Thị Trúc Long chống đỡ. Thanh Thị Trúc Long, là thượng cổ đại hung, chỉ cần lấy được Ngọc Quỳnh Kim Lộ, để cho hắn khôi phục toàn bộ thực lực, đến lúc đó, hắn trong nháy mắt tới giữa, liền có thể tiêu diệt Diệp Thần, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Vậy thì tốt quá, chỉ cần chúng ta thắng được Đan Tôn đại hội thắng lợi, Diệp Thần thằng nhóc kia hẳn phải chết. Dương Đằng hưng phấn không thôi, chỉ cần có thể ở Đan Tôn đại hội thủ thắng, bắt được Ngọc Quỳnh Kim Lộ và pháp hoa mất đi thiên phần thưởng, coi như bọn họ giết không chết Diệp Thần, cũng có thể mời Thanh Thị Trúc Long ra tay tiêu diệt, hoàn toàn không cần lo lắng. Mà lúc này Diệp Thần, rời đi Thanh gia phủ đệ sau đó, đi tới một tòa trên núi hoang. Sư Tôn, Thanh Thu Vân mắt mang lệ quang, chạy tới Diệp Thần sau lưng, kéo lại Diệp Thần vạt áo. Bóng đêm như nước, trăng sáng sao thưa, cô nam quả nữ, núi hoang vắng vẻ, ngược lại có một chút lạnh lẽo thanh cảnh tượng. Đồ nhi, cần gì chứ? Diệp Thần lắc đầu một cái, cảm thụ Thanh Thu Vân lôi kéo, nhưng hắn cũng không có lưu luyến, mà là nhẹ nhàng tránh ra khỏi Thanh Thu Vân, nhưng không nghĩ hơn chọc nhân quả. Sư Tôn, người khác không tin ngươi, nhưng ta biết ngươi bản lãnh, ngươi luyện đan bản lãnh, tuyệt đối sẽ không thua người bất kỳ. Thanh Thu Vân lần nữa móc ra lệnh bài, nhét vào Diệp Thần trong tay, tấm lệnh bài này ngươi cầm, ba ngày sau, ngươi đi tham gia Đan Tôn đại hội, nhất định phải chứng minh cho tất cả người xem. Người có tư cách đoạt cúp, có tư cách làm ta Thanh Thu Vân sư phụ. Hụ hụ, đồ nhi, người không khỏi quá để mắt ta. Diệp Thần bật cười khanh khách, nếu như là so đấu y thuật, hắn không biết sợ người bất kỳ, nhưng đơn thuần luyện đan, hắn chưa chắc là Đan Hoàng Dương Liệt địch thủ. Mặc dù con đường luyện đan, hắn vậy tinh thông,
nhưng dẫu sao quá lâu chưa có thử qua, kỹ thuật có chút lạnh nhạt. Mà đan hoàng Dương Liệt, ở vực ngoại thanh danh hiển hách, luyện đan thành tựu không biết có lợi hại dường nào, nếu quả thật so liều đứng lên, hắn không có nắm chắc. Sư tôn, ngươi nhất định có thể. Thanh Thu Vân ánh mắt lửa đốt, nàng dám mạo hiểm lớn sơ suất, thậm chí không tiếc chống đối phụ thân, cũng phải nhận Diệp Thần làm sư phụ, liền là tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần năng lực. Diệp Thần xít sao nắm chặt một cái Thanh Thu Vân cho lệnh bài của hắn, nhất thời cảm thấy vô cùng nặng nề phân lượng, nói yên tâm đi, ngươi cầm ngươi tham gia thi đấu vận mệnh giao phó cho ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như hắn thất bại, Thanh Thu Vân sau này, tuyệt đối không cách nào ở giới vực thành đặt chân, muốn gặp phải tất cả mọi người cười nhạo. Vì huyết mạch sơ khai, cũng vì Thanh Thu Vân tương lai, chàng này đan tôn đại hội, hắn tuyệt đối không thể thua. Sư tôn, ta tin tưởng ngươi. Thanh Thu Vân nghe Diệp Thần mà nói, cũng là vô cùng cảm động. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, khoảng cách đan tôn đại hội bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày, ta phải thật tốt tu luyện, ngươi tận lực không nên tới quấy rầy ta. Diệp Thần trong lòng không ngừng tính toán, vì ở đan tôn đại hội thắng được, hắn quyết định lần nữa nhặt luyện đan, huyền diễm là thời điểm thăng cấp, chỉ cần huyền diễm năng lượng tấn thăng, hắn thậm chí còn có thể tốt hơn nắm trong tay viêm bia, luyện chế đan dược vậy sẽ càng thêm muốn gì được nấy. Hơn nữa, cũng chỉ có tăng lên huyền diễm uy lực, hắn mới có nắm chắc, chiến thắng đan hoàng Dương Liệt hai phụ tử. Ừ, sư tôn, vậy ngươi thật tốt tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thanh Thu Vân khôn khéo gật đầu một cái, lúc này xoay người rời đi. Cùng lúc đó, thượng giới một nơi sát khí đậm đà thông thiên núi to bên trên. Một bộ bàn cờ trôi lơ lửng ở chính giữa. Một cái tràn ngập đế uy người đàn ông đứng ngạo nghễ, tay hắn cầm cờ trắng, trực tiếp rơi vào trên bàn cờ. Người đàn ông trong mắt tựa như chiếu ngược huyết nguyệt, quanh thân tinh thần bao trùm, hết sức thần bí. Diệp lão, ngươi thật giống như phải thua. Người đàn ông lộ ra một đạo nụ cười, đều là không câu chấp. Người đàn ông này không phải người khác, chính là thần bí đảm nhiệm. Mà trước người hắn ông già, dĩ nhiên là Diệp Thần Gia Gia. Hai người nơi tới tên nuốt trời đỉnh. Thượng giới cường giả vô số, nhưng có thể bước vào nuốt trời đỉnh cũng không vượt qua ngàn người. Nuốt trời đỉnh bên trên cấm chế khủng bố, người bình thường ngay cả hô hấp đều là xa cầu. Càng không cần phải nói như vậy lạnh nhạt đánh cờ. Diệp lão mày trắng hơi nhíu, nhưng vẫn là trên bàn cờ rơi xuống một viên hắc tử, đó cũng không nhất định, bàn cờ chưa tới cuối cùng, thắng bại không biết. Đảm nhiệm con ngươi híp lại, ngược lại là gật đầu một cái, quả thật, bàn cờ này, có chút ý tứ, chỉ bất quá, cái này nuốt trời đỉnh gió trở nên lớn, tựa hồ ngoại giới có người muốn quấy nhiễu bàn cờ này. Lời nói tới giữa, nuốt trời đỉnh bên trên, một vòng huyết nguyệt treo cao, thê lương ý bao trùm mở. Đảm nhiệm tay cầm con cờ, đột nhiên hướng một phương hướng bắn ra. Một khắc sau, vậy con cờ tựa như hóa là một đầu hồng hoang cự thú, xông vào hắc ám chi địa. Rất nhanh, cự thú trở về. Nhưng là nó trong miệng nhưng là ngậm một cái ông già. Ông lão tu vi ở thượng giới không tính là yếu, nhưng là giờ phút này nhưng là cả người run rẩy. Bởi vì vậy hồng hoang cự thú xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm giác mình sẽ chết. Đây là cái gì thủ đoạn? Một con cờ huyễn hóa ra một đầu so sánh với giới yêu thú còn đáng sợ hơn hung thú. Thủ đoạn này chưa bao giờ nghe. Cự thú một phung, liền đem ông già quăng đảm nhiệm trước người. Đảm nhiệm và Diệp lão không có bất kỳ biểu lộ gì, như cũng tự mình đánh cờ. Tựa như cái này ông già cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Ông già lại cũng không chịu nổi áp lực, trực tiếp quỳ xuống, thân thể run rẩy. Hai tay đưa ra một phần ngọc giản, hai vị tiền bối, nhỏ thật không phải cố ý quấy rầy hai người đánh cờ, mà là nữ hoàng để cho ta đưa thư mời tới. Nhưng mà, đảm nhiệm và Diệp lão vẫn không có để ý. Ông già cũng chỉ có thể như thế dơ. Mấu chốt nuốt trời đỉnh có cường đại cấm chế à? Ông già cái này hành vi phải chịu đựng ngút trời áp lực à? Hắn thậm chí cảm giác tay mình cánh tay đều phải bị cấm chế lực lượng nghiền nát. Nửa giờ sau đó. Ông già cơ hồ tê liệt trên đất, nhưng hai tay như cũ bằng ý chí dơ. Hắn dưới chân là một phiến máu. Diệp lão, ngại quá, ta lại thắng. Thời gian xong hết rồi, trở về. Đảm nhiệm khẽ mỉm cười, đứng lên, duỗi người. Cũng tốt. Diệp lão gật đầu một cái,
Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cấm chế này cường đại nuốt trời đỉnh lại xuất hiện một đạo cửa hư không. Ngay tại hai người sắp bước vào cửa hư không thời điểm, lão kia người cũng không nhịn được nữa, hai vị tiền bối. Nữ hoàng xin mời. Đảm nhiệm bước chân ngừng, năm ngón tay nắm chặt, ngọc giản xuất hiện ở trên tay hắn. Ông già vui mừng, sứ mạng của hắn coi như là hoàn thành. Nhưng mà, một khắc sau, ngọc giản tại chỗ hóa là bột. Hắn bên tai vang lên một đạo giống như đến từ cửu thiên thanh âm, ta đánh cờ thời điểm, không thích người ngoài quấy rầy. Nếu có lần sau nữa, hóa là bột thì không phải là ta ngọc giản trong tay, mà là ngươi lên giới nữ hoàng đầu lâu. Những lời này mang về, đủ ngươi giao nộp. Lời nói rơi xuống, cửa hư không khép lại. Hai đạo thân ảnh phảng phất từ không có xuất hiện ở nuốt trời đỉnh bên trong. Mà lão kia người nhưng là khạc ra một hơi màu đen máu. Nuốt trời đỉnh cấm chế đáng sợ, nhưng đáng sợ là nam kia tử khí tức trên người. Hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao nữ hoàng muốn cho tự mình tới nơi đây mạo hiểm mời người. Người này xuất hiện ở thượng giới chi địa, càng giống như là một loại uy hiếp. Đối với thượng giới nữ hoàng, đối với tôn tộc uy hiếp. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác được đứng ở trước mặt mình không phải một người đàn ông, mà là một tôn áp đảo vạn vật thần. Thần ý chí, ai dám nghịch? Thượng giới, một tòa mây mù lượn quanh, thất thải hà quang đền bên trong. Huyền Cơ Nguyệt nhìn trước mặt đều là máu tươi ông già, con người híp lại, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, tên kia đối với ngươi ra tay. Ông già chợt lắc đầu, khải bẩm nữ hoàng, không có. Huyền Cơ Nguyệt hơi ngẩn ra, vậy vết thương trên người của ngươi thế là như thế nào tới? Còn nữa, ngươi thấy người kia sao? Ông già ánh mắt viết đầy kính sợ, dù là đã rời đi nuốt trời đỉnh. Nhưng sợ hãi cảm giác như cũ quanh quẩn, thậm chí hủy diệt hắn đạo tâm. Thuộc hạ gặp được vị tiền bối kia. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi vui mừng, thư mời hẳn không ở trên mình ngươi đi. Không có ở, ông già do dự mấy giây, vẫn là nói. Giờ khắc này, Huyền Cơ Nguyệt môi đỏ mỏng phát hỏa. Nếu đối phương đón nhận mời, vậy ý tứ là trước có nói tư cách. Đối phương vô cớ xuất hiện ở thượng giới thậm chí còn chung quanh chi địa cũng không có người này tin tức. Hơn nữa đối phương thực lực cực kỳ cổ quái, thậm chí còn võ đều có chút không đoán ra. Loại người này, không nên trở thành địch nhân. Nàng mời đảm nhiệm, chính là muốn đem đối phương trói ở trên một cái thuyền. Đã như vậy, ngươi nhiệm vụ coi là hoàn thành, đi xuống đi. Huyền Cơ Nguyệt nói. Nhưng mà, ông già không có lui ra. Hắn thân thể run rẩy, chật vật ngẩng đầu lên, gằn từng chữ, nữ hoàng, thư mời bị vị tiền bối kia hủy đi. Hơn nữa, vị tiền bối kia để cho ta nhắn cho ngài. Cái gì? Huyền Cơ Nguyệt tức giận, nàng thành tựu thượng giới nữ hoàng thái độ như thế mời, đối phương lại cự tuyệt. Nói cái gì? Ông già do dự mấy giây, vẫn là nguyên thoại tự thuật. Hắn nói hắn đánh cờ thời điểm, không thích người ngoài quấy rầy. Nếu có lần sau nữa, hóa là bột thì không phải là hắn ngọc giản trong tay, mà là thượng giới nữ hoàng đầu lâu. Lời nói rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt quanh thân bùng nổ cực mạnh lực. Uy áp ngập trời, chỉ như vậy bao trùm xuống. Mà ông già lại cũng không chịu nổi, thân thể bị một cổ vô hình cự lực oanh bay. Sau đó rất miễn cưỡng đập vào một mặt trên vách tường. Hoàn toàn không có sống. Huyền Cơ Nguyệt màu vàng kim tay áo bảo nhẹ nhàng chấn động một cái, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tinh không, gằn từng chữ ta lên giới chi địa, không phải ngươi cùng người ngoại lai có thể dương oai. Lớn như vậy giọng, ta đây là muốn biết ngươi đến từ nơi nào. Huyết Nguyệt chi mâu, tinh thần thần mạch, muôn vàn thế giới, ta cũng không tin điều tra không ra ngươi thân phận. Nói xong câu này nói, Huyền Cơ Nguyệt nhìn về phía hắc ám bên trong, Hiên Viên Mạc Tà lúc nào tới thượng giới. Hắc ám bên trong truyền ra một đạo thanh âm cung kính, đã ở trên đường. Chỉ là thần quốc và thượng giới kết giới gần đây chẳng biết tại sao đổi được phức tạp, muốn phải chạy về, phỏng đoán muốn chút thời gian. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi híp lại, nghĩ tới điều gì, đúng rồi, cho ta sửa sang lại một tin tức cá nhân, liên quan tới Mạc Huyết Minh. Ở trước đây không lâu, Huyền Cơ Nguyệt phân thân tuy hủy, tin tức chưa từng truyền đạt thượng giới, nhưng có một cái tin nhưng là không cần mượn phân thân là được biết. Đó chính là Mạc Huyết Minh và nàng nhân quả liên quan, Diệp Thần có lẽ có thiên cơ che đậy, nhưng là Mạc Huyết Minh nhưng khó thoát nhân quả.
Đây cũng là nàng tại sao và Tuyền Phỉ có thể biết Mạc Huyết Minh học tập nàng 33 thiên hồng mông cổ pháp. Mà ở Huyền Cơ Nguyệt xem ra, Hiên Viên Mạc Tà có thể trở thành nàng con cờ. Cái này Mạc Huyết Minh dĩ nhiên cũng có thể trở thành nàng con cờ. Nàng là vận mệnh đứng đầu, chính là muốn nắm giữ thế gian người bất kỳ vận mệnh. Giới vực thành. Thanh Thu Vân rời đi sau đó, Diệp Thần tâm thần động một cái, nạt nhỏ. Huyền Diễm, ra. Nhất thời, một đóa nóng rực ngọn lửa, oanh một tiếng, từ Diệp Thần trong cơ thể xông phá ra, trôi lơ lửng ở hắn trước mắt. Đi qua nhiều lần lên cấp, thời khắc này Huyền Diễm, Vô Tận Viêm mang sôi trào, từng luồng khí tức nóng bỏng không ngừng cổn đáng, ánh lửa lượn lờ tới giữa, có rất nhiều sáng chói ngọn lửa phù văn, không ngừng đan vào, hiện ra vô cùng huy hoàng khí tượng, như một vòng chói lọi ngày trôi lơ lửng trên không. Luân hồi tinh diễm, ra. Hạ một sát, Diệp Thần tay trái lộn một cái, từng luồng cốt màu trắng ngọn lửa, mang điểm điểm tinh quang, từ tay hắn tìm bay lên, chính là luân hồi tinh diễm. Trước đây Tuyền Cơ hạ xuống, hắn và Hạ Nhược Tuyết sóng vai tác chiến, từng hấp thu qua một chút luân hồi tinh diễm, sau đó đại chiến Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân, lại lấy được một chút. Giờ khắc này, Diệp Thần không có cất giữ, đem trong cơ thể tất cả luân hồi tinh diễm năng lượng, toàn bộ phóng thích ra ngoài, dung nhập vào huyền diễm bên trong. Thái cổ sát diễm, ra. Hiện tại Diệp Thần bước vào hỗn độn ba tầng thiên, nắm trong tay thái cổ sát diễm cũng thay đổi được dễ dàng hơn. Thần hỏa hòa hợp, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, rất dễ dàng đưa tới bài xích, đưa đến nổ. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có sợ, bàn tay lại lần nữa lộn một cái, lần nữa sử dụng một món tràn đầy vô tận sát khí lửa cháy bừng bừng, chính là Long Thành Thiên tặng cho hắn thái cổ sát diễm. Hô! Diệp Thần bàn tay vung lên, thái cổ sát diễm phiêu hướng huyền diễm, muốn dung hợp đi vào. Hắn muốn thăng cấp huyền diễm, thắng được đan tôn đại hội. Quang dung hợp luân hồi tinh diễm là không đủ, phải lại dung hợp thái cổ sát diễm, mới có đầy đủ tư cách, chiến thắng đan hoàng dương liệt hai phụ tử. Oanh oanh oanh, luân hồi tinh diễm và thái cổ sát diễm, như một cái bạch long, một cái xích long, điên cuồng đánh thẳng vào huyền diễm, muốn đột phá thần hỏa giữa bài xích, hoàn toàn hòa hợp cùng nhau. Đạo đạo kinh khủng đánh vào năng lượng, không ngừng bão tố bắn ra, chung quanh hư không, nhất thời một phiến nóng bỏng. Kịch liệt nhiệt độ cao tràn ra đi, không khí suy suy vang dội, bốn phía núi đá cỏ cây, đều là nhanh chóng khô héo, thành một phiến lửa cháy bừng bừng luyện ngục vậy thế giới, hơi nước không ngừng bốc hơi, hóa thành cột khói thăng thiên lên. Mà Diệp Thần trên trán, vậy toát ra đầy mồ hôi, cảm thấy một hồi to lớn áp lực. Hắn hai tay nắm ấn quyết, miễn cưỡng duy trì ba tia ngọn lửa ổn định, một khi ổn định mất khống chế, liền sẽ tạo thành kinh khủng nổ, đem hắn thân thể xé thành mảnh vỡ. Trời ơi, sư tôn muốn làm cái gì? Xa xa trong rừng cây, Thanh Thu Vân thấy một màn này, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai nàng thiếu nữ tâm tư, toàn bộ ở Diệp Thần trên mình, nơi nào bỏ được thật rời đi. Nàng trốn xa xa trong rừng, yên lặng nhìn chăm chú Diệp Thần hết thảy. Bây giờ thấy Diệp Thần dung hợp thần hỏa, nàng nhất thời vô cùng khiếp sợ. Thần hỏa loại bảo vật này, và 33 thiên hồng mông cổ pháp. 33 thiên hồng mông chí bảo như nhau, cũng là thiên địa tạo hóa thành tồn tại, không phải là người lực có thể sáng tạo. Nhưng cùng hồng mông cổ pháp, hồng mông chí bảo không cùng, thần hỏa là thuần túy năng lượng, luyện hóa đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là dung hợp. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lại muốn dung hợp thần hỏa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Thu Vân nhưng là không biết, Diệp Thần sớm đã có qua dung hợp thần hỏa kinh nghiệm, hiện tại hắn dung hợp. Bất quá là một món luân hồi tinh diễm tàn thể, còn có thái cổ sát diễm bộ phận năng lượng, cũng không phải là toàn bộ, hết thảy hết sức đang nắm trong tay bên trong. Diệp Thần bàn tay chấn áp, không ngừng đem luân hồi tinh diễm và thái cổ sát diễm năng lượng, áp chế đến huyền diễm bên trong đi, nhưng thần hỏa giữa lực bài xích, chân thực quá mức mạnh mẽ, bất luận hắn như thế nào nén, cái này hai cổ hỏa diễm, cũng không chịu dung hợp tiếp. Hơn nữa. Theo hắn áp chế, luân hồi tinh diễm và thái cổ sát diễm năng lượng, ngược lại là đổi được cuồng bạo, không ngừng phát ra sấm rền vậy nổ vang, làm người ta run sợ trong lòng. Cái này cũng sắp nổ à, sư tôn còn không thu tay lại. Thanh Thu Vân mở to hai mắt, nghe vậy không đoạn phát ra sấm rền nổ vang, nàng mắt đẹp bên trong tràn đầy sợ hãi, rất sợ cái này ba đạo thần hỏa, lại đột nhiên nổ, gây thành ngút trời đồ sộ hỏa.
Ùm ùm. Sấm rền tiếng càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần trước người hư không, huyền diễm, luân hồi tinh diễm, thái cổ sát diễm ngưng tụ thành ngọn lửa đoàn, không ngừng gầm thét, năng lượng vô cùng không ổn định, tựa hồ tùy thời có thể nổ. Úm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần cả người gân cốt chấn động, một cái cổ xưa âm tiết, dọc theo hắn xương cốt truyền, một mực truyền đến bàn tay, ngưng tụ thành một cái màu vàng kim nốt nhạc, chậm rãi bay lên, bơm vào ở trên bầu trời cao ngọn lửa trong đoàn. Úm, bá, ni, ba, mị, mờ u, ô, ba. Sau đó, từng cái một cổ xưa nốt nhạc, mang ngập trời hồng mông hơi thở, không ngừng từ Diệp Thần bàn tay bay vút lên lên, bơm vào đến ngọn lửa đoàn bên trong. Trong thoáng chốc, toàn bộ ngọn lửa đoàn, bị vô thượng thánh Phật kim quang khỏa cuốn, vô số cuồn cuộn nốt nhạc, ở ngọn lửa đoàn bốn phía không ngừng toát ra. Hạ một sát, ngọn lửa đoàn sấm rền nổ vang, chính là hoàn toàn dừng lại. Ba đạo thần hỏa, lại có thể bắt đầu dần dần dung hợp. Ở hồng mông cổ âm nghiền ép hạ, thần hỏa giữa lực bài xích, lại có thể bị nghiền nát, lẫn nhau tới giữa lại nữa bài xích, bắt đầu dung hợp. Rất tốt, xem ra không thành vấn đề. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn dám dung hợp thần hỏa, tự nhiên là có nơi tám một mạng tiếng chung www.x81zw.xyz dựa vào. Hắn thiên long bát thần âm càng ngày càng quen thuộc. Dựa vào thiên Phật thánh hát chân áp, đủ để làm tan dã thần hỏa giữa lực bài xích, để cho hắn thuận lợi dung hợp. Oanh! Sốt cuộc, luân hồi tinh diễm và thái cổ sát diễm năng lượng, hoàn toàn dung hợp đến huyền diễm bên trong. Đúng đó huyền diễm, nhất thời thần quang sáng chói, bộc phát ra ngập trời viêm mang, giống như ngưng tụ chư thiên hỏa khí, ngọn lửa cháy để gặp, như nham thạch nóng chảy sôi trào, vô cùng nóng rực. Ở vô tận viêm mang sau lưng, mơ hồ tới giữa. Huyền diễm tầng ngoài còn mạ trước một tầng kim quang. Đây là thiên long bát thần âm ánh sáng. Ở trên trời long bát thần âm bơm vào hạ, huyền diễm đều được một chút hồng mông hơi thở, có vô cùng cuồn cuộn Phật quang thánh khí. Thăng cấp thành công. Diệp Thần mặt đầy vui mừng, hài lòng gật đầu một cái. Thời khắc này huyền diễm, hoàn toàn thăng cấp thành công, vừa hấp thu luân hồi tinh diễm và thái cổ sát diễm năng lượng, lại đạt được một chút hồng mông Phật khí bảo vệ. Năng lượng bàng bạc, đơn giản là thông thiên triệt địa. Suy. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, huyền diễm hóa thành một đạo kim màu đỏ lưu mang, đột nhiên bay tập kích ra, lôi ra một cái thật dài lửa cái đuôi. Phương xa một ngọn núi nhạc, ở huyền diễm nghiền ép hạ, nhất thời đỉnh núi đều bị tiêu diệt. Huyền diễm uy lực, đã đến đốt núi nấu biển bước. Thật là lợi hại. Thanh Thu Vân thấy một màn này, đầu ngón tay che miệng lại ba, vô cùng rung động. Như thế lợi hại thần hỏa, nếu như cầm đi luyện chế đan dược, tuyệt đối muốn long trời lở đất. Ba ngày sau đan tôn đại hội, Diệp Thần tất thắng. Đồ nhi, đi ra đi. Diệp Thần thu hồi huyền diễm, khẽ mỉm cười một cái, hắn đã sớm biết Thanh Thu Vân núp trong bóng tối. Sư tôn, Thanh Thu Vân rụt rè đi ra, không nghĩ tới mình đã sớm bị phát hiện. Sáng sớm một tia ánh mặt trời, rơi vào Thanh Thu Vân uyển chuyển thân thể mềm mại trên. Nàng cả người tựa như đều mang một tầng quang vòng, vô cùng tươi đẹp, vô cùng đẹp. Tu luyện không biết ngày giờ, nguyên lai Diệp Thần dung hợp ngọn lửa, thăng cấp huyền diễm, lại tìm trong một đêm thời gian. Ngươi không trở về nhà, không sợ cha ngươi tức giận sao? Diệp Thần nhìn Thanh Thu Vân, cười nói. Cha ta đang bực bội trên, ta nếu như bây giờ đi về, sợ không phải bị hắn đánh chết. Thanh Thu Vân le lưỡi một cái, nhưng là có chút sợ hình dáng. Nàng bất chấp đắc tội đan hoàng thế gia nguy hiểm, nhận Diệp Thần làm sư phụ, giờ phút này hồi tưởng lại, tự nhiên cũng không từng hối hận, nhưng nghĩ tới chọc giận phụ thân, quan hệ nháo được căng như vậy, luôn có điểm áy náy. Nàng cũng không dám về nhà, tình hình bây giờ, chỉ có cùng Diệp Thần đoạt cúp, triển lộ ra đủ mạnh mẽ thực lực, để cho Thanh Trấn Trung thay đổi ý tưởng, nàng mới dám trở về. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, ngươi hãy nhanh lên một chút về nhà đi. Cả đêm không thuộc về, không biết bên ngoài sẽ có nhiều ít nhàn ngôn toái ngữ. Sư tôn, ta không quan tâm. Thanh Thu Vân ưỡn ngực bô, mặt đầy kiên quyết hình dáng, kéo Diệp Thần cánh tay, nói, sư tôn, ngươi theo ta tới, ta cho ngươi xem một kiểu đồ. Xem thứ gì? Diệp Thần có chút nghi ngờ. Ngươi theo ta tới thì biết. Thanh Thu Vân kéo Diệp Thần xuống núi, lén lén lút lút vòng một đoạn đường, đi tới Thanh gia phủ đệ sau nhà rừng cây dâu.
Cái này phiến rừng cây dâu, diện tích lớn vô cùng, một mắt không thấy được cuối, mỗi một bụi cây cây dâu đều có 7 đến 8 mét cao, cành lá tu bổ được hết sức ngay ngắn. Một tầng như có như không cấm chế, bao phủ ở trên bầu trời cao. Thanh Thu Vân đầu ngón tay nặn động, làm một cái pháp quyết, mở ra cấm chế, mang Diệp Thần đi vào. Chính là sáng sớm, đúng phiến rừng cây dâu tràn ngập từng tia nắng ban mai khói mù, không có dấu người, chỉ có tiếng chim hót vắng vẻ, một phiến thanh u. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Thần nhìn cái này rừng cây dâu, một người cũng không có, hoang vu một phiến. Cô nam quả nữ này, không tốt lắm đâu. Sư tôn, chỗ này là ta Thanh gia tổ địa, tổ tiên thái cổ đan tôn chết sau đó, ở chỗ này để lại một món vực ngoại lửa, kêu Tử Tiêu Hàn Diễm, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Thanh Thu Vân kéo Diệp Thần cánh tay, nhỏ giọng đi về phía trước vào. Tử Tiêu Hàn Diễm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lại không nghĩ rằng ở Thanh gia tổ địa bên trong, lại còn cất giấu một món ngọn lửa. Ngươi muốn đem Tử Tiêu Hàn Diễm đưa cho ta? Không được, đây là nhà ngươi đồ, ta không thể muốn. Diệp Thần lắc đầu một cái, mặc dù thiên địa thần hỏa, vô cùng chân quý, hắn vậy rất muốn, nhưng cái này Tử Tiêu Hàn Diễm, nhưng là Thanh gia tổ tiên lưu lại, hắn không thể tùy tiện thu lấy. Sư tôn, vậy Tử Tiêu Hàn Diễm khí tức hung ác, gia tộc chúng ta không có người có thể luyện hóa, tha phí của trời, ngược lại không như tặng cho ngươi, huống chi ngươi cũng không phải người ngoài nha. Ngươi là ta sư tôn, chúng ta hiện tại liền là người một nhà. Thanh Thu Vân ánh mắt chớp động, bắt chặt Diệp Thần cánh tay, mềm nhũn thân thể ai gần qua đi, đan tôn đại hội qua 2 ngày liền muốn bắt đầu, ngươi thu Tử Tiêu Hàn Diễm, đoạt cúp cơ hội sẽ lớn hơn. Nghe Thanh Thu Vân mà nói, Diệp Thần nhưng là trầm mặc. Đan tôn đại hội, đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải đoạt cúp, mới có thể bảo vệ Thanh Thu Vân tôn nghiêm, cũng chỉ có đoạt cúp. Mới có thể bắt được Ngọc Quỳnh Kim Lộ khen thưởng, để cho tiểu hoàng thương thế hoàn toàn hết bệnh, có bước lên thiên đạo cung thực lực. Nhưng Tử Tiêu Hàn Diễm, dẫu sao là Thanh gia tổ lửa, hắn nếu như thu lấy, và Thanh Thu Vân nhân quả ràng buộc sẽ thâm hậu hơn, sợ rằng sau này khó mà dứt bỏ. Hống! Đang trong suy nghĩ, đột nhiên một tiếng trầm thấp thú hống, từ rừng dâu chỗ sâu vang lên. Hạ một sát, một hồi ngập trời yêu khí chập chờn, điên cuồng tràn ngập ra. Liền gặp một đầu hình người dị thú, giống như một đạo màu đen tia chớp, từ rừng dâu bên trong bạo sông lên ra, hung hăng giết hướng Diệp Thần và Thanh Thu Vân 2 người. Đây là, thượng cổ đại hung, u oanh quỷ dữ. Thanh Thu Vân cả kinh thất sắc, không nghĩ tới tổ trong ruộng, lại còn ẩn núp một con dị thú. Đầu này hình người dị thú, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, như con chuột vậy quỷ dị, đôi cánh tay kỳ dài, cơ hồ muốn tùy rơi xuống đất, móng tay như đao. Vô cùng ác liệt, trên da mọc đầy Itachi chuột vậy nhung mao, thân thể bốn phía quanh quẩn một chút xíu mộ bia quỷ hỏa vậy huỳnh quang, nghiêm ngặt yêu khí cùng quỷ khí không ngừng cổn đáng trước, làm người ta rung động. Thanh Thu Vân một mắt liền nhận ra, đầu này hình người dị thú, lại là thượng cổ một trong thập đại hung thú, u oanh quỷ dữ. Chú ý! Diệp Thần ôm Thanh Thu Vân eo thon, thân thể một cái thiểm lược, tránh thoát u oanh quỷ dữ tập kích. Phịch! U oanh quỷ dữ hung hăng một móng vuốt, đánh vào Thanh Thu Vân mới vừa đứng địa phương, nhất thời, mặt đất xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu, trong hố thổ nhưỡng toàn bộ bị ăn mòn, một chút xíu quỷ hỏa huỳnh quang hu hu nhúc nhích, lạnh lẽo nhân tâm tì. Thanh Thu Vân thân thể mềm mại run rẩy, cái này u oanh quỷ dữ thực lực, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên, nếu như không phải là Diệp Thần cứu viện, nàng đã bị giết chết. Hống! U oanh quỷ dữ nhất kích không trúng. Bước chân đạp một cái, thân thể lại lần nữa bạo khởi, nhọn móng vuốt tàn nhẫn giết tới. Nhiệt xúc, dám. Diệp Thần ánh mắt run lên, rút ra sát kiếm, huyền diễm ánh lửa nổ tung, sát kiếm toát ra một tầng nóng rực viêm mang, thậm chí còn mang một món thiên Phật kim quang, kiếm khí hung hăng chém chết ra. Ồ! U oanh quỷ dữ thấy một kiếm này, phát ra một tiếng kinh dị tiếng kêu, không nghĩ tới Diệp Thần chính là hỗn độn cảnh 3 tầng thiên. Lại có thể sử dụng như thế lợi hại một kiếm. Nó lật đật né tránh mở ra, Diệp Thần chém xuống một kiếm, nhất thời đem mặt đất chém ra một kẽ hở. U oanh quỷ dữ, nó không phải là bị trấn áp tại câu Trần Đại Đế mộ trong phủ mặt sao? Tại sao sẽ ở nhà ta tổ địa bên trong? Thanh Thu Vân nhìn u oanh quỷ dữ hung lệ hình dáng, kinh hồn bất định, ngực kịch liệt phập phồng. U oanh quỷ dữ, là thượng cổ hung thú một trong,
bàn về huyết mạch tư chất và thực lực, đủ để xếp hạng thứ hai, ở thời đại thượng cổ gây sóng gió, không biết tàn sát nhiều ít cao thủ. Ở đại chiến kết thúc sau đó, U Anh Quỷ Dữ bị Câu Trần Đại Đế trấn áp. Lão này kiêu căng quá thịnh, Câu Trần Đại Đế cũng không thể hoàn toàn trấn áp, cuối cùng dùng tới bổn mạng của mình binh khí Bạch Hổ Đoạn Hồn Đao, dựa vào 33 thiên hồng mông chí bảo thiên uy, mới hoàn toàn trấn áp lão này. Câu Trần Mộ Phủ bị Thiên Đạo Cung trộm đào, tên này nhân cơ hội trốn thoát, lại có thể chạy trốn tới nhà ngươi tổ địa. Diệp Thần ánh mắt có giúp một cái, thiên nhãn thấy rõ dưới, nhất thời nhìn thấu xương mù dày đặc. Nguyên lai Câu Trần Đại Đế Mộ Phủ, đã bị Thiên Đạo Cung đào rỗng. Câu Trần Đại Đế thi hài, còn có Bạch Hổ Đoạn Hồn Đao, đều bị Viêm Thiên Long Thần luyện hóa, hắn vì vậy lột xác, nghịch thiên đột phá, thành là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ. Mà U Oanh Quỷ Dữ, vậy thừa dịp loạn trốn thoát, cũng chạy tới Thanh Gia Tổ Địa, hấp thu từ Tiêu Hàn Diễm rất nhiều linh khí, huyết mạch thực lực thật to khôi phục, trước mắt đã khôi phục lại thiên thần cảnh 7 tầng thiên bước. Thượng cổ thập hung bên trong, Diệp Thần từng thấy máu mạch tư chất lợi hại nhất, chính là Thanh Thị Trúc Long, đủ để xếp hạng thứ 3. Ban đầu ở tù Long Đỉnh, hắn thiếu chút nữa bị Thanh Thị Trúc Long giết chết. Mà đây cái U Oanh Quỷ Dữ, thực lực có thể xếp hạng thứ 2. So Thanh Thị Trúc Long còn lợi hại hơn. Thật may, lúc này U Oanh Quỷ Dữ chỉ khôi phục lại thiên thần cảnh 7 tầng thiên, thực lực vẫn không thể và Thanh Thị Trúc Long so sánh. Hi hi, người cũng biết sau lưng nhân quả, có chút ý tứ, huyết mạch ngươi hơi thở không tệ, nếu như nuốt ăn ngươi, ta hẳn có thể khôi phục toàn bộ thực lực chứ. U Oanh Quỷ Dữ mắt lộ ra hung quang, nhếch môi cười, hình dáng đặc biệt dữ tợn. U Oanh Quỷ Hỏa, xác thối giữa phệ hồn, cho ta trấn áp. Hạ một sát, U Oanh Quỷ Dữ quát lên một tiếng lớn, vô tận quỷ hỏa ở hắn móng vuốt gian ngưng tụ, từng luồng kinh khủng ăn mòn hơi thở, không ngừng tản ra. Suy một tiếng, quỷ chảo phá vỡ hư không, đâm thẳng Diệp Thần tim. Cái này U Oanh Quỷ Dữ, trời xanh lĩnh ngộ ăn mòn quy luật, trời xanh ngưng tụ U Oanh quỷ hỏa vừa ra, có ăn mòn giang sơn oai, quả thực là vô cùng lợi hại. Sư tôn, làm thế nào? Thanh Thu Vân nhất thời luống cuống, U Oanh Quỷ Dữ chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực à, hơn nữa còn nắm giữ ác liệt như vậy U Oanh Quỷ Hỏa, nàng và Diệp Thần nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Đừng hoảng hốt, một đầu nghiệt xúc thôi. Diệp Thần nắm chặt sát kiếm, khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, để cho Thanh Thu Vân trốn sau lưng mình đi. Nếu như là vậy thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, Diệp Thần có thể sẽ không so kiêng kỵ, nhưng U Oanh Quỷ Dữ là thượng cổ đại hung, trên mình yêu khí quá nặng. Vừa lúc bị hắn Thiên Long Bát Thần Âm khắc chế. Diệp Thần vung lên kiếm, kiếm phong cắt kim loại không khí, nhất thời tóe ra vô cùng cuồn cuộn thanh âm, như chư thiên thần Phật thiện hát. Kiếm hắn trên mình, từng luồng ánh lửa không ngừng nổ lên, huyền diễm hơi thở vậy phát huy đến trình độ cao nhất, một kiếm chém ra, vô tận viêm mang hòa lẫn hồng mông cổ âm uy áp, hung hăng hướng U Oanh Quỷ Dữ nghiền ép đi. Đây là U Oanh Quỷ Dữ nghe được cổ xưa âm tiết, đầu nhất thời vô cùng đau nhức, cơ hồ muốn nứt ra. Diệp Thần rõ ràng chỉ là hỗn độn cảnh 3 tầng thiên, nhưng một kiếm này, lại để cho nó cái này cái thiên thần cảnh 7 tầng thiên, cũng vô cùng sợ hãi, vô cùng hốt hoảng. Nó lật đật rút người ra lui về phía sau, nhưng nó tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn hồng mông cổ âm. Cuồn cuộn sóng âm cuộn sạch, một cái thật to úm chữ, như một chuôi cự chùy, hung hăng từ trên trời hạ xuống. Nện ở U Oanh Quỷ Dữ trên đầu. Phốc xích. U Oanh Quỷ Dữ khạc ra máu tươi, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Diệp Thần kiếm khí chưa tới, chỉ là một âm tiết giết tới, liền hung hăng bị thương nặng nó. Giữa hai người thực lực sai biệt, chân thực quá khổng lồ. Mặc dù Diệp Thần chỉ có hỗn độn cảnh 3 tầng thiên, nhưng hắn tu luyện Thiên Long Bát Thần Âm, chí cương chí liệt, cả người như có bữa Phật bảo vệ, đối phó cái loại này thượng cổ đại hung. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị, cơ hồ là nghiền ép, U Oanh Quỷ Dữ bị khắc chế được gắt gao, hoàn toàn không có trở mình chỗ trống. Suy, chấn thương U Oanh Quỷ Dữ sau đó, Diệp Thần kiếm khí phá không, nháy mắt cướp tới, thì phải chém đánh tiếp. Đại nhân tha mạng, đừng giết ta, đừng giết ta. U Oanh Quỷ Dữ nhưng là luống cuống, quỳ trên đất. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Diệp Thần cầm kiếm đứng, ánh mắt híp lại. Ngược lại không sợ U Oanh Quỷ Dữ chơi hoa dạng gì, ở tuyệt đối thực lực sai biệt hạ, hết thảy hoa chiêu đều là vô căn cứ,
sẽ không có chút nào tác dụng. Tiểu nhân nguyện ý thần phục, mời đại nhân tha mạng. U Oanh quỷ dữ bịch bịch dập đầu, muốn xin đến góp sức thần phục. Ngươi muốn quy thuận ta? Diệp Thần ngẩn người, thượng cổ đại hung đều là bất khuất tồn tại, nóng nảy ngang ngược vô cùng, cho dù chết, cũng không khả năng thần phục. Nhưng hiện tại, U Oanh quỷ dữ lại có thể quỳ xuống đất dập đầu, muốn quy thuận hắn. Xem ra là Thiên Long Bát Thần Âm hiệu quả. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, hắn Thiên Long Bát Thần Âm, thật là càng ngày càng lợi hại, đã đến dung chuyển tâm thần bước. Cái này một tí, U Oanh quỷ dữ gặp phải hắn Thiên Long Bát Thần Âm uy hiếp, đánh mất tất cả ý chí chiến đấu kiêu căng, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có chút nào thượng cổ uy nghi. Tiểu nhân nguyện ý miễn cưỡng đời đời, vì đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ, mời đại nhân thu nhận. U Oanh quỷ dữ bò lổm ngổm trên đất, hiện ra vô thượng thành kính. Diệp Thần trong mắt chớp động, trong lòng suy tư. U Oanh quỷ dữ huyết mạch tư chất, so Thanh Thị Trúc Long còn lợi hại hơn, nếu như thu phục đào tạo, sau này cùng nó khôi phục toàn bộ thực lực, tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực. Được, ta có thể thu nhận ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, làm ra quyết đoán. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. U Oanh quỷ dữ mừng rỡ không thôi, liền liền khấu tạ. Bất quá, ngươi phải tiếp nhận ta hồn ấn, sau này nếu như có dị tâm, ta ắt sẽ ngươi bằng thây vạn đoạn. Diệp Thần bàn tay động một cái, thần hồn năng lượng ngưng tụ, hòa lẫn Thiên Long Bát Thần Âm hơi thở, ở lòng bàn tay ngưng luyện ra một cái màu vàng kim phù ấn. Cái này phù ấn phía trên, in một cái thật to úm chữ, có vô thượng thiên Phật Thánh Quang. Đây là tự nhiên, tiểu nhân nguyện ý tiếp nhận hồn ấn. U Oanh quỷ dữ không chần chờ, buông tự thân thần hồn óc bảo vệ. Diệp Thần kim quang phù ấn, không trở ngại chút nào vọt vào, thật sâu in vào U Oanh quỷ dữ thức hải bên trong. Rào! U Oanh quỷ dữ trên mình tách thả ra kim quang, trên mặt hơi lộ ra thống khổ thần sắc. Kim quang này phù ấn lên thiên Phật khí tức, và hắn yêu khí tương xông lên, để cho hắn đặc biệt khó chịu. Thật may, kim quang rất nhanh tản đi, phù ấn hoàn toàn trồng, thống khổ cảm giác cũng đã biến mất. Đa tạ đại nhân thu nhận. U Oanh quỷ dữ lần nữa bái tạ, từ nay về sau, nó chính là Diệp Thần nô bộc. Rất tốt, cửa này ăn mòn quy luật, là ta ban cho lễ vật cho ngươi, ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Diệp Thần vung ra sử dụng một phiến ngọc giản, ban cho U Oanh quỷ dữ. Ngọc giản này u tối một phiến, bên trong ghi lại, là thượng giới ăn mòn quy luật, Diệp Thần ban đầu ở Sùng Quang Đại Đế Mộ trong phủ bắt được. Này cùng quy luật, xác thối giữa phệ hồn, ngược lại là rất thích hợp U Oanh quỷ dữ tu luyện, hắn dứt khoát cho đi xuống. Đa tạ đại nhân ban cho bảo. U Oanh quỷ dữ mặt đầy vui mừng, nhận lấy ngọc giản, âm thầm trầm xuống thần niệm tu luyện. Trời xanh nó nắm giữ U Oanh ăn mòn hơi thở, có thể đột phá cấm chế, bước vào Thanh gia tổ địa, cũng là bởi vì là ăn mòn hiệu quả, nhưng nó ăn mòn thần thông, tự nhiên không thể và thượng giới ăn mòn quy luật so sánh. Diệp Thần ban cho nó chân chính ăn mòn quy luật, nó thực lực, tuyệt đối có thể thật to tăng lên. Ngươi sau này đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn không hề lo lắng U Oanh quỷ dữ sẽ phản bội, bởi vì hắn kim quang kia phù ấn, so với giống vậy tinh thần ấn ký lợi hại hơn, có đặc biệt nghịch thiên khống chế hiệu quả. Ở kim quang Phật khí không ngừng ngâm nhiễm hạ, U Oanh quỷ dữ sẽ dần dần đã tuyệt vọng rồi, hoàn toàn lâm vào là hắn nhất tín đồ trung thành. Sư tôn, ngươi! Thanh Thu Vân ở bên cạnh thấy một màn này, hoàn toàn rung động. Ngay chớp mắt, Diệp Thần lại có thể đánh bại thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, hơn nữa còn đem chi thu phục, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Không hù được ngươi chứ? Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, thật ra thì lấy hắn thực lực trước mắt, tối đa trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Nếu như đụng phải cường đại thiên thần cảnh 7 tầng thiên, sợ rằng phải khổ chiến một phen, thậm chí muốn vận dụng lá bài tẩy. Bất quá U Oanh quỷ dữ là thượng cổ hung thú, trên mình yêu khí sâu nặng, Diệp Thần dựa vào thiên Phật Thánh uy, có thể hoàn toàn khắc chế nghiền ép, không phí nhiều sức. Sư tôn, người thật là thật lợi hại. Thanh Thu Vân vô cùng kích động chạy tới, xít sao khoác ở Diệp Thần cánh tay, trong lòng vô cùng hưng phấn. Nàng Thanh Thu Vân, quả nhiên không có bái sai sư phụ. Diệp Thần, tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa kỳ nam tử. Chớ nói, chúng ta đi nhanh đi,
cùng bắt được Tử Tiêu Hàn Diễm, chúng ta đi lập tức. Mới vừa nơi này đánh nhau, ắt phải kinh động Thanh gia người, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, Diệp Thần lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đại nhân, ngài muốn Tử Tiêu Hàn Diễm, tiểu nhân vì ngươi dẫn đường. U Oanh Quỷ Dữ mới vừa xin đến góp sức, liền vội trước biểu thị trung tâm, khoa tay múa chân một cái động tác tay, ở phía trước dẫn đường. Ở Câu Trần Đại Đế mộ trong phủ, nó bị thần đế hơi thở và Hồng Mông Thiên Uy liền chấn áp, khí huyết bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cho đến chạy trốn ra ngoài, hấp thu Tử Tiêu Hàn Diễm bộ phận linh khí, mới khôi phục đến thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực. Tử Tiêu Hàn Diễm vị trí, nó tự nhiên rất rõ ràng. Thanh Thu Vân bĩu môi, nàng còn muốn tự mình mang Diệp Thần đi, bây giờ bị U Oanh Quỷ Dữ giành trước, nhất thời có chút không vui, nhưng suy nghĩ một chút theo một đầu hung thú so đo, hoàn toàn không cần thiết, lập tức thu liễm tâm tình, và Diệp Thần đi theo U Oanh Quỷ Dữ phía sau, từng bước một đi về phía trước. Thanh gia phủ đệ, thư phòng. Thanh Trấn Trung ở thư phòng đi qua đi lại, trên mặt viết đầy lo âu. Một cái Thanh gia trưởng lão, xuôi tay lập ở bên cạnh. Thanh Nhi tối hôm qua một đêm cũng chưa trở lại sao? Thanh Trấn Trung trầm giọng hỏi. Không có, nàng và Diệp Thần thằng nhóc kia chạy ra ngoài, tựa hồ chạy đến trên núi hoang qua đêm, cũng không biết làm những gì. Vậy Thanh gia trưởng lão lắc đầu một cái, một mặt đời gió ngày hè hình dáng. Núi hoang qua đêm, Thanh Trấn Trung ra mặt nhảy lên một tí, cô nam quả nữ chạy đến trên núi hoang qua đêm, còn có thể có chuyện gì tốt, lòng hắn bẩn đều co quắp. Gia môn bất hạnh à. Thanh Trấn Trung liền than thở, mặt đầy thê thảm. Ông, nhưng mà, vào lúc này, tổ địa bên kia, nhưng truyền đến một hồi cổ xưa Hồng Mông thanh âm. Tổ địa khác thường động. Thanh Trấn Trung nhất thời ánh mắt co rúc một cái. Thanh gia phiền toái đã quá nhiều, lòng hắn thần đặc biệt mệt mỏi, không nghĩ tới tổ địa lại còn truyền ra dị động. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người xông vào tổ địa? Thanh gia trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, thanh gia tổ địa có đặc biệt cấm chế, nếu như không có thanh gia bí quyết, người ngoài căn bản không có thể xông vào. Mau dẫn người đi xem. Tổ tiên Tử Tiêu Hàn Diễm, ngay tại tổ trong ruộng, tuyệt không thể bị người cướp lấy. Đáng chết, sự việc như thế đúng dịp, ta xem 80% là Thanh Nhi vậy nha đầu, bị Diệp Thần mê hoặc, mang hắn vào tổ địa, muốn đem chúng ta tổ lửa, lấy lại cho người ngoài à. Thanh Trấn Trung vô cùng tức giận, chỉ sợ Thanh Thu Vân bị lạc tâm trí, đem tổ lửa lấy lại cho Diệp Thần. Tộc trưởng an tâm một chút chứa nóng, lão phu lập tức dẫn người đi thăm dò. Vậy Thanh gia trưởng lão không dám thờ ơ, lật đật đi ra thư phòng. Triệu tập Thanh gia rất nhiều cường giả, lại từ trong phòng kho mời ra một tờ linh phù, nhanh chóng chạy tới tổ địa. Tờ linh phù này, in một cái lưu ly ly hình vẽ, chung quanh có rất nhiều thương sóng phù văn, mơ hồ tản mát ra từng luồng hồng mông bảo quang, phía trên lại có thể ngưng tụ thương sóng lưu ly ly cuồng bạo năng lượng. Thương sóng lưu ly ly, là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, là thời đại thượng cổ, thái cổ đan tôn pháp bảo. Bảo này đoạt thiên địa tạo hóa. Nho nhỏ một cái lưu ly ly, nhưng cất ngập trời biển cả sóng lớn, lấy hoài không hết, dùng không hết. Một ly biển cả, đủ để tặng uống người trong thiên hạ. Coi như là thái cổ đan tôn, vậy không có biện pháp hoàn toàn luyện hóa, bởi vì thương sóng lưu ly ly hồng mông thiên uy, chân thực quá mức khủng bố, trừ phi đạt tới thánh tổ cảnh, nếu không ai cũng không khả năng luyện hóa. Hôm nay cái này thương sóng lưu ly ly, niêm phong ở thanh gia yếu địa bên trong. Người thanh gia cũng không lực luyện hóa, chỉ có thể cung phụng cúng tế, dựa vào linh phù hấp thu năng lượng. Mỗi một chương lưu ly linh phù, cũng hàm chứa ngập trời thương sóng nước đào, có thể chìm ngập giang sơn, cuộn sạch hết thảy, uy lực đặc biệt khủng bố. Đồng thời, cái này lưu ly linh phù biển cả hơi nước, cũng là luyện đan nhúng lửa tuyệt hảo vật liệu, cho nên thanh gia luyện chế đan dược, phẩm chất so với giống vậy luyện đan sư, không biết tốt lắm nhiều ít. Dựa vào thương sóng lưu ly ly thiên uy, ở giới vực thành bên trong, thanh gia mới có như thế địa vị cao quý. Giờ phút này, thanh gia trưởng lão mời ra lưu ly linh phù, hiển nhiên là sợ tổ địa chuyện gì xảy ra bất ngờ. Lưu ly thương sóng hơi nước, tối đa chỉ có thể nhúng lửa, chân chính muốn luyện chế đan dược, vẫn là phải dựa vào mồi lửa. Mà tổ trong đất Tử Tiêu Hàn Diễm, nhưng mà thanh gia hạch tâm mồi lửa, ngày sau gia tộc Trấn Hưng chỗ mấu chốt, tuyệt đối không cho sơ thất. Rất nhiều thanh gia cường giả,
nhanh chóng bao vây tổ địa. Vậy Thanh gia trưởng lão, tay cầm lưu ly linh phù, mang 7-8 cái cường giả, sải bước vào trong rừng cây dâu. Mà lúc này, Diệp Thần, Thanh Thu Vân, U Anh Quỷ Dữ ba người, đã tới tổ địa vùng trung tâm. Nơi này đứng sừng sững một tòa thật to tế đàn hoàn toàn là hòn đá chế thành, lộ ra khí thức cổ xưa. Từng cái xiềng xích, ở trên tế đàn không ngừng đan vào. Một đóa tím màu trắng ngọn lửa, hừng hực cháy, bị giam cầm ở phía trên tế đàn. Tím trắng ngọn lửa như có linh tính, không ngừng nhảy lên vùng vẫy, muốn thoát khỏi bay ra, nhưng chung quanh vô số điều xiềng xích, gắt gao giam cầm ở nó căn bản không thể tránh thoát. Đây cũng là Tử Tiêu Hàn Diễm sao? Diệp Thần dừng bước lại, ánh mắt nhìn vậy một món tím trắng ngọn lửa, chỉ cảm thấy từng tia khí lạnh, hòa lẫn nhiệt độ kinh khủng, đập vào mặt. Cái này tím trắng ngọn lửa, đặc biệt chi đặc biệt, trừ kịch liệt nhiệt độ, lại còn có lạnh vô cùng hơi thở. Ngọn lửa không ngừng sôi trào gian, từng đạo màu tím phủ văn, màu trắng phủ văn, không ngừng tràn ra tới, nhưng ngay tức thì liền bị xiềng xích nghiền nát. Đại nhân, đó chính là Tử Tiêu Hàn Diễm. Tiểu nhân mai phục ở nơi đây, hấp thu Tử Tiêu Hàn Diễm linh lực bồi bổ ra hỏa liên tử, hỏa linh quả, nhưng cái này thần hỏa bản thể, tiểu nhân không có động tới, mời đại nhân yên tâm luyện hóa. U Oanh Quỷ Dữ một mặt cung kính, người bình thường muốn luyện hóa thần hỏa, đặc biệt khó khăn, cần cực cao huyết mạch tư chất, còn có vô cùng phức tạp chương trình. Nhưng nó là thượng cổ đại hung, huyết mạch mạnh mẽ, ngược lại không sợ thần hỏa cắn trả. Ẩn núp lâu như vậy, nó vẫn không có động tới thần hỏa bản thể, là sợ bị Thanh gia phát hiện. Dẫu sao, Thanh gia là thượng cổ đan đạo thế gia, có thương sóng lưu ly ly che chở. Một khi Thanh gia sử dụng thương sóng lưu ly ly, hồng mông thiên uy trấn áp xuống tới, nó 10 con mệnh cũng không đủ chết. Đồ nhi, người thật phải đem cái này Tử Tiêu Hàn Diễm đưa cho ta. Diệp Thần nhìn Thanh Thu Vân, ngưng trọng hỏi. Tử Tiêu Hàn Diễm cũng không phải là cái gì lớn cải trắng, đây chính là Thanh gia hạch tâm tổ lửa, Diệp Thần cũng không dám tùy tiện thu lấy. Ừ, sư tôn, người mau thu lấy đi, dù sao gia tộc ta bên trong, cũng không có ai có thể luyện hóa, thà phí của trời, ngược lại không như tặng cho ngươi. Thanh Thu Vân ánh mắt lửa đốt, nếu như Diệp Thần luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, luyện đan tiêu chuẩn nhất định thật to tăng lên. Hai ngày sau đan tôn đại hội, đoạt cúp cơ hội vậy gia tăng thật lớn. Diệp Thần cau mày, nếu như mình luyện hóa Thanh gia tổ lửa, sợ rằng phải hoàn toàn đắc tội Thanh trấn chung. Đại nhân, có người tới, mau định đoạt đi. U Oanh Quỷ Dữ lỗ tai động một cái, nghe được tiếng người, hiển nhiên là Thanh gia cường giả xông vào, nếu như lại trì hoãn thời gian, sợ rằng không dễ thoát thân. Dẫu sao, Thanh gia trong tay có hồng mông chí bảo. Một khi thương sóng lưu ly ly sóng lớn thiên uy hạ xuống, sợ rằng thiên địa sơn hà, đều phải tiêu diệt, căn bản không phải là người lực có thể chống lại. Cái này Tử Tiêu Hàn Diễm, ta không thể muốn. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt đoạn tuyệt, làm ra quyết định. Sư tôn, ngươi nói gì sao? Thanh Thu Vân nhất thời ngây ngẩn. Đồ nhi, ngươi không thể quá tự do phóng khoáng, cái này Tử Tiêu Hàn Diễm, là gia tộc ngươi tổ lửa. Ngươi nếu như chắp tay đưa cho người ngoài, bị cha ngươi biết, ngươi như thế nào giao phó. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, mặc dù hắn vậy rất muốn Tử Tiêu Hàn Diễm, nhưng vấn đề là, đây là Thanh gia tổ lửa, một khi hắn thu, Thanh Thu Vân đem trở thành Thanh gia tội nhân. Đến lúc đó Thanh gia chỉ trích, Thanh Thu Vân phụ thân coi như đau nữ yêu vậy sẽ không bỏ qua Thanh Thu Vân. Nhưng mà, sư tôn ngươi không phải người ngoài nha. Thanh Thu Vân nóng nảy. Nàng cũng không có đem Diệp Thần xem làm người ngoài. Có thể cha ngươi sẽ không nghĩ như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, vậy nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, lúc này liền muốn rời đi, miễn được phát sinh chiến đấu. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trên tế đàn xiềng xích, đột nhiên từng cái vết nứt. Vậy Tử Tiêu Hàn Diễm, không ngừng vùng vẫy, lại có thể đánh gãy khóa trói buộc. Từng luồng viêm mang nổ tung ra, như núi lửa bùng nổ, phát ra ùng ùng tiếng vang, cuối cùng hóa thành một đạo lửa to lớn trụ, phóng lên cao. Sư tôn, không xong, Tử Tiêu Hàn Diễm tránh thoát phong ấn. Thanh Thu Vân thấy một màn này, mặt đẹp nhất thời vô cùng kinh hoàng. Từ Thái Cổ Đan Tôn chết sau đó, Tử Tiêu Hàn Diễm liền một mực bị phong ấn ở nơi đây, vô tận năm tháng tang thương, phong ấn đã sớm giãn ra, Tử Tiêu Hàn Diễm vậy tích lũy năng lượng bàng bạc.
Hơn nữa trước chút thời gian, U Anh quỷ giữ mai phục ở tế đàn vùng lân cận, không ngừng hấp thu Tử Tiêu Hàn Diễm hơi thở, để cho Tử Tiêu Hàn Diễm được kích thích, giờ phút này rốt cuộc bùng nổ. Ung ung, ngập trời ánh lửa, không ngừng gầm thét cổn đáng, để cho người rung động. Tang bên ngoài rừng cây, rất nhiều thanh gia cường giả, thấy tổ địa nồng cốt ngút trời hỏa trụ, nhất thời kinh hãi. Tổ lửa xảy ra chuyện. Mà vậy thanh gia trưởng lão, cũng là vô cùng hoảng sợ, lật đật bước nhanh hơn, dẫn người đi trước điều tra. Tổ địa cạnh tế đàn, Diệp Thần, Thanh Thu Vân, U Anh quỷ giữ ba người, ánh mắt đều là nhìn chăm chú Tử Tiêu Hàn Diễm. Ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tử Tiêu Hàn Diễm hô một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đi thương khung thổi tới. Đại nhân, không xong, cái này thần hỏa muốn chạy. Đại nhân, thiên dư không lấy, tất bị kỳ cứu. Ông trời cũng phải làm cho ngươi luyện hóa cái này thần hỏa, ngươi nhanh lên một chút trấn áp đi. U Oanh quỷ dữ kêu to lên, Tử Tiêu Hàn Diễm có linh tính, giờ phút này tránh thoát phong ấn, liền muốn chạy trốn đi. Một khi bị Tử Tiêu Hàn Diễm chạy trốn, cái này chân quý thần hỏa, thì phải hoàn toàn mất tích, lại cũng không khả năng tìm trở về. Trấn áp, chỉ có Diệp Thần ra tay, mới có thể trấn áp lửa này, hàng phục luyện hóa. Xem ra đây là thiên dư lễ vật, ta chỉ muốn trông chờ cũng không được. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có cái gì nói nhảm, vung tay lên, gân cốt chấn động, một cái úm chữ cổ phù, mang cuồn cuộn Phật quốc hơi thở, gào thét bay vút lên ra. Ông ông ông, đúng phiến bầu trời, ở nơi này nốt nhạc nghiền ép hạ, đều là kịch liệt chấn động đứng lên. Tử Tiêu Hàn Diễm mới vừa muốn chạy trốn đi, nhưng gặp phải cái này hồng mông nốt nhạc chấn áp, nhất thời kịch liệt run run. Tất cả nhuệ khí và hung mang đều bị hàng phục, phát ra một tiếng ô minh, từ chân trời bay xuống, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ngưng mắt nhìn, cái này Tử Tiêu Hàn Diễm toàn thân tràn ngập tím màu trắng chói lọi, từng luồng nóng rực tiên thiên mây tía, hòa lẫn lạnh như băng hàn khí thấu xương, không ngừng cổn đáng trước. Cuồng bạo năng lượng, điên cuồng tản ra, Diệp Thần đều có điểm không cầm nổi. Đồ nhi, cái này Tử Tiêu Hàn Diễm, ta liền luyện hóa. Thành tựu báo đáp, đời này, ai dám khi dễ ngươi, ta vì ngươi ra mặt. Còn có gia tộc ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, bàn tay nắm chặt, vậy Tử Tiêu Hàn Diễm hóa thành lưu mang, trốn vào trong cơ thể hắn. Suy, nhất thời, Diệp Thần cả người kinh mạch nóng bỏng, phảng phất có ngập trời nham thạch nóng chảy dòng nước chảy đi vào. Diệp Thần gương mặt, ngay tức thì mất đi màu máu, đổi được thảm liếc rất nhiều. Cái này Tử Tiêu Hàn Diễm, không hổ là thượng cổ ngọn lửa, năng lượng quá kinh khủng, Diệp Thần một hấp thu vào, liền cảm thấy trong cơ thể truyền ra đáng sợ nóng bỏng. Nếu như là người bình thường, bỗng nhiên chiếm đoạt lửa này, sợ rằng phải bị đốt thành cho bụi. Sư Tôn, Thanh Thu Vân nghe Diệp Thần một phen, lại nhìn thấy hắn thống khổ hình dáng, trong lòng vừa cảm động, lại là yêu thương. Đại nhân, bọn họ sắp tới, ở nơi này luyện hóa thần hỏa. Sợ rằng rất không ổn à. U Oanh quỷ giữ một mặt lo âu, thanh gia cường giả lập tức chạy tới, để lại cho Diệp Thần thời gian không nhiều lắm. Thời gian ngắn như vậy, căn bản không có thể luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm. Không có sao, ta cũng không phải thật phải hoàn toàn luyện hóa, chỉ là tạm thời trấn áp ở trong đan điền thôi, thời gian hẳn đủ. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm. Hắn rất rõ ràng, dưới mắt thời gian gấp. Hắn căn bản không kịp hoàn toàn luyện hóa. Cho nên, hắn mục đích, chỉ là luyện hóa hết Tử Tiêu Hàn Diễm lệ tính, để cho nó hoàn toàn thần phục, tạm thời trấn áp ở trong đan điền. Suy suy suy, Tử Tiêu Hàn Diễm nhiệt độ cao, không ngừng nướng trước Diệp Thần kinh mạch, ở nhiệt độ kinh khủng nghiền ép hạ, Diệp Thần gân cốt tựa hồ đều vặn vẹo, đau nhức dị thường. Đáng sợ hơn phải, cái này Tử Tiêu Hàn Diễm còn mang theo đáng sợ khí lạnh. Không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể hắn, nhất thời băng lửa xen lẫn, lúc lạnh lúc nóng, đặc biệt thống khổ, ti ti lũ lũ khói trắng từ đỉnh đầu dâng lên. Thật may, Diệp Thần huyết mạch đủ mạnh mẽ, ngược lại có thể chịu đựng ở, hắn lại từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra một cái đan dược, trực tiếp nuốt vào đi, dựa vào dịu dàng dược lực, chậm tách ra trong cơ thể đau đớn. Thanh Thu Vân và U Oanh quỷ dú, cũng ở bên cạnh khẩn trương nhìn. Rất sợ Diệp Thần phát sinh cái gì bất ngờ. Ung ung. Mà theo Diệp Thần luyện hóa, trên 9 tầng trời, vậy xuất hiện kinh khủng dị tượng, vô số hỏa vân lững lờ,
che khuất bầu trời, đúng phiến thương khung đều được một phiến đỏ rực màu sắc. Mà quỷ dị hơn phải, hỏa vân bên trong, lại có sương tuyết đang vũ động. Cực hạn lửa trời, cực hạn hàn sương, cái này hai loại dị tượng, không ngừng ở trên trời đan vào. Thanh gia tổ lửa xuất thế. Có ai như thế nghịch thiên huyết mạch tư chất, có thể luyện hóa tử tiêu hàn diễm? Chẳng lẽ là Thanh Thu Vân tiểu thư, tư chất của nàng cũng như thế nghịch thiên? Vậy Thanh gia tái hiện thái cổ huy hoàng, trong tầm tay à? Trên bầu trời dị tượng, bao phủ toàn bộ giới vực thành, người bên trong thành cửa, bàn luận sôi nổi, cũng lấy là Thanh gia có bữa mới xuất thế, lấy tư chất nghịch thiên, luyện hóa tử tiêu hàn diễm. Tổ địa cạnh tế đàn, theo Diệp Thần không ngừng luyện hóa, thiên địa dị tượng biến hóa lớn hơn. Trên bầu trời, hỏa vân sương tuyết tới giữa, lại có từng tia sấm sét không ngừng nhúc nhích. Vô tận sấm sét rất nhanh hội tụ thành từng mảnh lôi kiếp, ở chân trời ùng ùng vang động, thỉnh thoảng có một từng đạo sét đánh, như phá thiên trường kiếm vậy đánh xuống xuống, toàn bộ giới vực thành tối om om một phiến, để cho người rung động. Cái này tử tiêu hàn diễm không hổ là thượng cổ thần hỏa. Ta chỉ là thoáng luyện hóa, thì có lớn như vậy khí tượng. Diệp Thần cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn lúc này, cũng không phải là muốn hoàn toàn luyện hóa tử tiêu hàn diễm, chỉ là muốn luyện hóa hết một chút lệ tính mà thôi, không nghĩ tới cũng dẫn phát lớn như vậy dị tượng. Cái này tử tiêu hàn diễm năng lượng, đích xác là khủng bố, nếu như hắn toàn bộ luyện hóa, sợ là phải long trời lở đất. Không tốt, có người muốn luyện hóa ta Thanh gia tổ lửa, là Diệp Thần hơi thở. Quả nhiên là thằng nhóc kia. Thanh gia trưởng lão nhìn trên bầu trời dị tượng, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn còn không có chạy tới tổ địa hạch tâm, khoảng cách tế đàn ước chừng có 4 năm bên trong khoảng cách, nhưng đã có thể cảm nhận được Diệp Thần hơi thở. Chấn động nam trưởng lão, làm thế nào? Đệ tử chung quanh mờ mịt thất thố, một khi bị mất tổ lửa, bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Cái này tiểu tạp chủng, dám động ta Thanh gia tổ lửa. Ta ắt sẽ hắn bằm thây vạn đoạn. Cái này kêu thanh chấn nam trưởng lão, vô cùng tức giận, đầu tóc bạc trắng cơ hồ là muốn xung quan lên. Thương sóng lưu ly ly, cho ta chấn áp. Hắn giả nua bàn tay vung lên, sử dụng lưu ly linh phù, phá không hướng tổ địa tế đàn bay đi. Hu hu hu, lưu ly linh phù một bay ra, liền trên không bốc cháy, vô số linh quang lóng lánh, ngưng tụ thành một cái dịch thấu trong suốt, nhã trí vô cùng ly ly. Cái này ly ly, phía trên chạm trổ rất nhiều sóng khắc hoa văn, huyền ảo phong cách cổ xưa, linh khí vô cùng, chính là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, thương sóng lưu ly ly. Chính xác mà nói, cái này ly ly là một cái hư ảnh, là pháp bảo bản thể hình chiếu, nhưng hồng mông chí bảo, năng lượng chân thực quá mức bằng bạc, coi như là đơn thuần một cái hình chiếu, cũng có thật thể hình thế chấp. Hô! Cơ hồ là ngay lập tức, thương sóng lưu ly ly liền phá vỡ hư không. Bay đến tổ địa tế đàn bầu trời. Không tốt, chấn động nam bá bá cầm lưu ly ly cũng mời ra được. Thanh Thu Vân vừa nhìn thấy thương sóng lưu ly ly, mắt đẹp nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng chết, bảo vệ đại nhân. U oanh quỷ dữ thấy vậy lưu ly ly, cũng là vô cùng kiêng kỵ, lật đật bảo vệ ở Diệp Thần chừng. Mà Diệp Thần, mặc dù cảm giác được ngoại giới dị động, nhưng hắn muốn ngưng thần luyện hóa tử tiêu hàn diễm, căn bản không thể phân tâm. Nếu không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tinh xảo lưu ly ly, như tinh thần vậy trôi lơ lửng trên bầu trời, chung quanh hỏa vân sương tuyết, lôi kiếp mãnh liệt, nhưng chút nào không thể che phủ ánh sáng của nó. Rào. Bỗng nhiên, lưu ly ly nghiêng ly đổ tả, từng cổ một thương sóng nước biển, giống như thác nước vậy, từ ly trong tràn chút xuống ra. Cơ hồ là ngay tức thì, biển khơi nước trên trời tới, một tấn tấn nước biển. Điên cuồng từ chân trời bạo rơi xuống. Nho nhỏ này ly ly bên trong, nhưng tựa như hàm chứa vô cùng không gian, chứa đầy vô cùng sóng biển. Rào, rào, rào. Sóng biển dâng trào, tổ địa chung quanh tế đàn, ngay tức thì bị chìm ngập. Tất cả cây cối, toàn bộ ngâm ở trong nước biển, ở sóng lớn dưới sự xung kích, đất bùn lăn lộn, cây cối gãy nhào, tình cảnh đặc biệt khủng bố. Thanh Thu Vân và U Oanh Quỷ Dữ muốn bảo vệ Diệp Thần. Nhưng bốn phía sóng lớn không ngừng đánh vào, bọn họ liền tự vệ cũng khó khăn, nơi nào có thể phân tim đi bảo vệ Diệp Thần. Sóng lớn lao nhanh, diễn hóa thành sóng thần, ở trên vùng đất tung lên thao thiên ba lan. Trong chớp mắt, hơn nửa tổ địa rừng dâu, đều bị sóng lớn nuốt sống.
Thanh Thu Vân và U Oanh Quỷ Dữ vạn bất đắc dĩ, bay đến giữa không trung, né tránh sóng lớn đánh vào. Mà Diệp Thần, nhưng hoàn toàn chìm ngập ở trong nước biển, không thấy bóng dáng. Sư Tôn! Đại Nhân! Thanh Thu Vân và U Oanh Quỷ Dữ lớn tiếng kêu lên, e sợ cho Diệp Thần phát sinh bất ngờ. Mà lúc này Diệp Thần, vẫn ngồi xếp bằng ở trên đất, thân như nguy nga như núi cao, tùy ý chung quanh sóng lớn như thế nào đánh vào, đều không thể dung chuyển hắn chút nào. Nhìn kỹ lại, hắn quanh thân, có từng luồng kim quang lóng lánh, từng cái cổ xưa nốt nhạc, như con bướm vậy phất phới, vô tận Phật quang thánh khí, bảo vệ hắn thân thể, bảo vệ hắn không để cho sóng lớn chiếm đoạt. Úm, bá, ni, ba, nghị, mờ u, ô, ba. Vô số cổ xưa nốt nhạc, không ngừng xen lẫn. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cả người gân cốt chấn động, đặc biệt khó chịu. Đáng chết, đây chính là trong truyền thuyết thương sóng lưu ly ly sao. Quả nhiên là sóng lớn ngút trời, chìm ngập hết thảy. Diệp Thần chịu đựng sóng lớn nghiền ép, lỗ tai ông ông tác hưởng. Vì bảo vệ tự thân, hắn vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, nhưng hắn đang luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, một tí phân tâm sử dụng Hồng Mông cổ pháp. Tử Tiêu Hàn Diễm nhất thời mất khống chế, ở hắn trong kinh mạch tán loạn, viêm mang lướt qua, một tấc tấc kinh mạch kịch liệt lửa đốt đau, để cho Diệp Thần vô cùng thống khổ. Rắc rắc, ngay tại Diệp Thần vô cùng đau khổ giây phút, luân hồi mộ địa bên trong, một khối mộ bia lại lóe ra ánh sáng sáng chói. Cái này là có thể dẫn động ký hiệu. Giới vực thành, cực bắc. Nhiệt độ có chút thấp. Giới vực thành vị trí đặc thù, tuy ở thần quốc biên giới, cũng không bị thần quốc quản hạt. Dù là Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Tà, cũng không thể tùy ý ra vào. Giới vực thành tốt xấu lẫn lộn, vực ngoại cường giả, thiên ma, thượng giới người, tất cả loại thân phận người cũng tràn ngập ở nơi này tòa đặc thù thành phố, mang riêng mình mục đích. Nhưng là ở giới vực thành lưu truyền một câu nói, bên bờ chi địa, không thể chạm đến. Ý chính là giới vực thành càng đến gần bên bờ, càng nguy hiểm. Mà cực bắc lại là một trong cấm địa. Giờ phút này, một nơi tràn đầy hàn băng hang động bên trong, ba cô gái bóng người như ẩn như hiện. Cái này ba người không phải người khác, chính là Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm ba người. Ba người đi tới giới vực thành bên trong, ngược lại là không có gặp phải Diệp Thần không cách nào tiến vào lúng túng tình cảnh. Ngụy Dĩnh trong tay nắm trong tay tài nguyên, không cách nào tưởng tượng. Kỷ tiểu thư, nơi này vị trí ngươi hẳn cảm giác được tính đặc thù liền đi. Ngụy Dĩnh nhàn nhạt nói. Kỷ Tư Thanh từ bước vào nơi đây bắt đầu, mắt đẹp khẽ nhăn mày. Không phải bởi vì nơi này nhiệt độ, mà là bởi vì nơi này linh khí, lại điên cuồng chui vào thân thể của nàng. Thậm chí cực kỳ giống in nàng tu luyện. Nàng mắt đẹp nhìn về phía thiếu nữ khăn che mặt Ngụy Dĩnh, hiếu kỳ nói, giới vực thành, ta cũng có nơi nghe. Nhưng ta căn bản không biết giới vực thành bên trong còn có như vậy chi địa. Cái này, dù là nàng kiếp trước lịch duyệt sâu, vậy căn bản không biết rõ à? Ngụy Dĩnh khẽ mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn bắt pháp quyết, nơi đây, thuộc về ngươi. Kỷ Tư Thanh càng phát ra nghi ngờ, ngay tại lúc này, Ngụy Dĩnh một chỉ điểm ra, chung quanh hết thảy băng đá tựa như biến mất. Thay vào đó là một tòa địa cung. Địa cung Phượng Hoàng bàn nằm, võ thần ý lan tràn. Cực độ xa hoa. Kỷ Tư Thanh khẽ nhếch miệng, trong đầu một phần trí nhớ hoàn toàn hồi phục. Đây là nắng khói điện. Một bên Kỷ Lâm hoàn toàn không biết hai người đang nói chuyện gì, sờ một cái chung quanh bích họa hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, cái này bích họa bên trong lại tràn ra linh khí. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tốc độ có thể so với bên ngoài mau hơn. Thậm chí ta nặng nguyên độc thể thật giống như vậy đang hấp thu linh khí chung quanh. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tập trung ở Ngụy Dĩnh trên mình. Ngụy Dĩnh cũng không dự định giấu giếm nói thẳng, các người đừng nhìn như vậy ta bất quá là vừa vặn có một phần giới vực thành bản đồ. Cũng là ôm thử một lần tâm tính mới đến nơi này. Đời trước, nữ võ thần Khúc Trầm Yên một kiếm chặt đứt thương khung, khải đàn chu diệt vạn ma, huy hoàng hết sức, nhưng nặng khói điện lại bị thiên ma mang đi hủy đi. Thật ra thì những thiên ma đó cũng không có hủy đi nặng khói điện, mà là ở chạy trốn lúc đó, bất ngờ đem nặng khói điện thất lạc nơi này. Bất quá, nơi đây mặc dù đã từng thuộc về ngươi, nhưng là hiện tại. Nhưng mà có chủ vật. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp đông lại một cái, đó chính là nói chúng ta thuộc về cưu chiếm thước ổ. Mặc dù loại thuyết pháp này buồn cười, nhưng là Khúc Trầm Yên chuyển thế sống lại,
hết thảy đều thay đổi. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, vậy lạnh như băng con ngươi vọng hướng phía ngoài, một đạo thân ảnh đang chậm rãi đến gần. Nàng biết, nguy cơ tới. Cái này nắng khói điện khắp nơi có người khác dấu vết, từ con dấu lực lượng chập chờn tới xem, đối phương cảnh giới chí ít thiên thần cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp. Khó đối phó. Kỷ Tư Thanh sử dụng ngọc kiếm, dù là nàng bị thương, nàng cũng phải chiến đến cuối cùng. Một bên Kỷ Lâm cũng là ấn đường phù văn phun trào. Nàng biết cái này mảnh xứ sở tuyệt không an toàn, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ bảo vệ chỉ tốt. Mọi người ở đây khẩn trương lúc đó, một người con trai bóng người xuất hiện. Người đàn ông sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Một tiệc tóc đen tản ra loãng mang. Tóc đen dưới, nhưng là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa. Trong mắt bên trong hiện lên từng cơn phù văn, hết sức thần bí. Càng bắt mắt phải, phía sau nam tử cõng một chuôi cự kiếm. Cự kiếm lớn nhỏ thậm chí vượt qua hắn thân thể. Nhưng Ngụy Dĩnh thấy chuôi này cự kiếm, nhưng là hơi kinh hãi, bởi vì nàng cảm giác được dị thường. Chuôi này bên trên cự kiếm, chỉ ít dính trăm vị thiên thần cảnh 9 tầng trời máu. Người đàn ông này rất mạnh. Cố nhiên không có lời nói, nhưng là có thể cảm giác được thân thể đối phương bên trong hàm chứa sát ý kinh người. Hơn nữa trên thân kiếm còn chảy máu. Hiển nhiên mới vừa giết một vị cường giả. Ngụy Dĩnh không dám khinh thị, kiếm lạnh lẽo sử dụng, nghiêm đang mà đợi. Nàng vốn định dùng nơi đây hòa hoãn Kỷ Tư Thanh thương thế. Bây giờ nhìn lại, sự việc không đơn giản như vậy. Mọi người ở đây nghiêm đang mà đợi lúc đó, cự kiếm người đàn ông bước chân dừng lại. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm trong ba người Kỷ Tư Thanh, con người bên trong tựa như gặp quỷ vậy. Hắn thanh âm đang run rẩy, nhưng vẫn là phát ra tiếng. Khúc, trầm yên. Kỷ Tư Thanh trí nhớ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mơ hồ cảm thấy cái này cự kiếm nam tử có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Nàng còn không nói chuyện, cự kiếm nam tử chính là khá là kích động vọt tới. Nhưng mà, rất nhanh, hắn bước chân dừng lại, bởi vì giờ khắc này trước mặt hắn lơ lửng một chuôi băng kiếm. Băng kiếm bên trên, có mất đi hết thảy sát ý. Đây là Ngụy Dĩnh kiếm. Ngụy Dĩnh sát ý hội tụ, gần từng chữ, dám đến gần một bước, chết. Cự kiếm nam tử con ngươi híp lại, nhìn lướt qua cái khăn che mặt xuống Ngụy Dĩnh, con ngươi hơi co lại, sau đó lộ ra một đạo nụ cười, lui về phía sau một bước, ta nếu như muốn đối với các ngươi ra tay, các ngươi cũng không có tư cách đứng. Quên tự giới thiệu mình, ta kêu Độ Thanh Phong, vực ngoại Độ gia, Độ Thanh Phong. Nhưng mà Ngụy Dĩnh không có động tĩnh. Chém xuống một kiếm, một đạo kinh thiên liệt phết xuất hiện, rồi sau đó, lạnh giọng rơi xuống, quản ngươi kêu Độ Thanh Phong, vẫn là Độ Chỉ Cân, Độ Khăn Giấy, vượt qua con đường này, chính là đánh một trận. Phốc suy, một bên nguyên bản nghiêm đang đợi Kỷ Lâm nhưng là bật cười, cái này ngạnh có lẽ chỉ có đi qua người Hoa Hạ mới có thể lĩnh ngộ. Nàng âm thầm cho Ngụy Dĩnh cây một ngón tay cái, thậm chí nhẹ giọng nói, Ngụy tỷ như bức, người lời độc ác không nhiều. Kỷ Lâm đoạn thời gian này và Ngụy Dĩnh sống chung xuống, vẫn muốn bộ lấy cái này thiếu nữ khăn che mặt hết thảy tin tức. Nhưng duy nhất lấy được tin tức bất quá là thiếu nữ họ Ngụy. Bất quá có một chút Kỷ Lâm vô cùng xác định, thiếu nữ tuyệt đối đi qua hoặc là đến từ Hoa Hạ. Người sau bị Kỷ Lâm tạm thời loại bỏ. Cái này Ngụy tỷ đoạn vị cao như vậy, thực lực lại là ở Diệp Thần bên trên. Diệp Thần đã quá nghịch thiên, nàng chân thực không tin có so Diệp Thần càng nghịch thiên tồn tại. Hoa Hạ linh khí mỏng manh, tu luyện tới chí cao cũng không khả năng có Ngụy tỷ thực lực. Giờ phút này, Độ Thanh Phong mặc dù không biết những người này lời nói ý, nhưng là Kỷ Lâm cười nhạo nhưng là lộ ra thấy rõ, hắn chế trụ nội tâm tức giận, nhìn một cái trước mặt vết kiếm, nhàn nhạt nói ta không thích động thủ, không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Một giây kế tiếp, Độ Thanh Phong một bước bước ra. Vượt qua vậy đạo kiếm vết. Mà cùng thời khắc đó, giữa trời đất, gió lạnh múa. Chung quanh hư không biến dạng. Một đạo cực hạn sắc bén trên không chém xuống. Đây là Ngụy Dĩnh kiếm. Độ Thanh Phong hơi ngẩn ra, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp thiếu nữ thực lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay quanh quẩn một đạo đỏ tươi quang. Năm ngón tay nắm chặt, một quyền đập ra. Ầm. Không gian chấn động, hai cổ cực hạn lực lượng va chạm, nhưng là để cho Kỷ Lâm và Kỷ Tư Thanh lui về phía sau mấy bước.
mà trong bão tố Ngụy Dĩnh và Độ Thanh Phong sắc mặt trắng bệch. Có thể gặp một kích này đối với hai người cũng tạo thành tổn thương. Độ Thanh Phong có chút nổi giận, con người bên trong lóe lên đạo đạo hỏa diễm. Ta chỉ quan tâm nặng khói, ngươi lại là ai? Nếu ngươi lại ba lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Vậy hôm nay, ta liền để cho ngươi rõ ràng, ta Độ Thanh Phong nói là cái gì? Một khắc sau, Độ Thanh Phong tay nắm cự kiếm sau người. Một cổ tựa như tới từ địa ngục thê lương ý cuốn tới. Mà Độ Thanh Phong con người cũng gấp tốc lưu chuyển phù văn. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt đóng chặt, sát ý chợt vang lên, tay nàng chỉ nhanh chóng bắt pháp quyết, khí thế bắt đầu leo lên. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Ngay tại mấu chốt lúc đó, Kỳ Thư Thanh mắt đẹp đông lại một cái, tựa như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Độ Thanh Phong, mở miệng nói, Độ Thanh chi kiếm, ra đời vô song. Nguyên bản bùng nổ Độ Thanh Phong đột nhiên buông lỏng tay. Vô cùng kinh ngạc vui mừng nhìn Kỳ Tư Thanh, nặng khói, quả nhiên là ngươi. Ngươi lại có thể không có chết. Không đúng, ngươi lại có thể chuyển thế sống lại. Ta cũng biết. Ngay tại Độ Thanh Phong chuẩn bị xông về Kỳ Tư Thanh thời điểm, Kỳ Tư Thanh lui về sau một bước, ta chỉ thức tỉnh một phần trí nhớ, không biết ngươi thân phận chân thật cùng với chúng ta quan hệ. Độ Thanh Phong bước chân ngừng, gãi đầu một cái, giải thích, sư muội. Ngươi ta bản là đồng môn. Ngươi từ nhỏ liền triển lộ động trời thiên phú võ đạo, nếu không phải ngươi cuối cùng đi theo luân hồi đứng đầu, ngươi thì như thế nào sẽ chết? Đều do sư huynh, vậy thượng cổ đánh một trận, sư huynh thuộc về bế quan trạng thái. Cùng sau khi xuất quan, mới biết ngươi và như bánh xe hồi đứng đầu đã chết, chết tại Huyền Cơ Nguyệt tay. Thần quốc biến đổi lớn, thiên đạo cung đương lập. Những năm này, ta cố gắng vì ngươi báo thù, lấy sát đạo vi tôn, từng giết tới thượng giới. Mưu toan một kiếm chu diệt Huyền Cơ Nguyệt. Đáng tiếc, ta đánh bại, một chiêu liền bại, không chỉ đánh bại, trận chiến ấy, ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tu vi rơi xuống. Ngày xưa đỉnh cấp, thực lực 10 không tích chữ 1. Những năm này, ta lui tới vực ngoại và giới vực thành lần nữa chứng đạo, lại là từ người khác trong tay đoạt lại thuộc về ngươi nặng khói điện. Sư muội yên tâm, một ngày nào đó, sư huynh sẽ lần nữa giết trên 9 tầng trời. Kỳ Tư Thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gật đầu một cái, đã như vậy, đều là người mình, không cần thiết ra tay. Sư huynh, cái này nhất thế ta là Kỳ Tư Thanh. Vị này Ngụy tiểu thư là ta ân nhân cứu mạng, nếu là không có nàng, cái này nhất thế, ta đã chết. Độ Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía Ngụy Dĩnh, do dự hồi lâu, hay là đối với Ngụy Dĩnh ôm quyền, Ngụy cô nương, xin lỗi. Ta cũng là kích động mới sẽ như vậy. Độ Thanh Phong rất ít hướng người khác cúi đầu, nhưng là thượng cổ lúc đó, hắn liền đem Khúc Trầm Yên cơ hồ coi thành muội muội mình. Hắn giết người nhập ma, nhưng chỉ nghe sư muội một lời. Dù là trước mặt là chuyển thế sống lại Khúc Trầm Yên, hắn vậy như cũ như vậy. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, lạnh lùng nói, Kỳ Tư Thanh cần muốn mượn nặng khói điện khôi phục, người không có gì nghĩ đi. Độ Thanh Phong lúc này mới chú ý tới Kỳ Tư Thanh thương thế, thần sắc ngưng trọng. Lấy ra một viên đan dược, vật này vốn là sư muội cầm đi chính là, còn nữa, viên đan dược này là ta vực ngoại bí cảnh nơi được, đối với khôi phục thương thế có hiệu quả, sư muội cầm đi là được. Còn nữa, ta sẽ ở bên ngoài vì sư muội hộ pháp, mọi người an tâm ở bên trong. Dù là Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống, nàng cũng không cách nào đến gần một bước. Nói xong, Độ Thanh Phong liền đi ra bên ngoài. Làm đi tới 100 mét ra. Năm ngón tay bắt cự kiếm sau người, đột nhiên rút ra. Một tia huyết sắc phù văn lưu chuyển. Ngút trời sát ý xông lên trời. Cự kiếm cắm trên mặt đất, cả thế giới tựa như động đất một phen. Mà Độ Thanh Phong chính là hai tròng mắt đóng chặt, tựa vào bên trên cự kiếm, lan truyền thần thức. Chu vi 5 km gió thổi cỏ lay đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Kỷ Lâm nhìn một cái Độ Thanh Phong, nhẹ giọng nói tỉ. Người này có chút ngu, ta hay là vui vui mừng Diệp Bức Vương nhiều một chút. Vốn là cho là Diệp Bức Vương tình địch, ta còn muốn xem kịch vui đâu, xem ra kịch hay bị lỡ. Ngụy Dĩnh cái khăn che mặt dưới xem không thấy diễn cảm, nàng yên lặng hướng nặng khói điện đi tới, Kỳ Tư Thanh, ta cảm giác có chuyện xảy ra, mau sớm khôi phục. Kỳ Tư Thanh lúc này mới chợt hiểu, gật đầu một cái, giống vậy hướng chỗ sâu đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó,
luân hồi mộ địa bên trong. Bia đá kia ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Dị động cảm giác, thậm chí vượt qua bất kỳ một vị đại năng ra đời. Tô Nhược Hy vậy hơi ngẩn ra, ngưng mắt nhìn vậy bia đá, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ vị kia thần niệm muốn đi ra? Nếu quả thật là như vậy, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn chưa cùng Tô Nhược Hy nói xong, liền gặp một người mặc đan bào, cả người có thương sóng phù văn xen lẫn, sau ót có từng vòng lưu ly bảo quang ông già, chậm rãi nổi lên. Mới đại năng, xuất thế. Diệp Thần thấy luân hồi mộ địa dị tượng, ánh mắt nhất thời co rúm một cái. Ha ha, thằng nhóc, lại có thể chống đỡ ta thương sóng lưu ly ly nhất kích, có chút ý tứ. Đan bào ông già híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Tiền bối nhưng mà trong truyền thuyết thái cổ đan tôn. Diệp Thần nhìn vậy đan bào ông già, lật đật hỏi. Hắn từ trên người lão giả, thấy được thanh gia, tử tiêu hàn diễm, thương sóng lưu ly ly nhân quả. Trước đây Tô Nhược Hy cũng đã nói, thanh gia tổ tiên thái cổ đan tôn, chính là luân hồi mộ địa bên trong đại năng. Hiện ở nơi này đan bào ông già, chắc là thái cổ đan tôn. Không sai, coi là thằng nhóc ngươi có chút ánh mắt, ngược lại là có tư cách làm học cho ta. Đan bào ông già vuốt râu mỉm cười, ngay lúc nói chuyện, từng luồng lưu ly bảo quang, ở sau ót không ngừng lững lờ, hiện ra vô cùng trang nghiêm khí tượng. Đan tôn tiền bối, xin nhận tiểu tử một bái, sau này ngài chính là ta sư tôn, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, giải cứu ngài chân thân. Diệp Thần thái độ vô cùng cung kính, chắp tay bái sư. Và cái khác luân hồi đại năng như nhau, lúc này thái cổ đan tôn, cũng chỉ là một món thần niệm, chân thân bị vây ở thiên đạo cung. Ha ha, ta chân thân, có cứu hay không không có vấn đề, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là bảo vệ thanh gia. Thái cổ đan tôn mỉm cười, vẻ mặt đặc biệt rộng rãi, lại có thể đối với mình chân thân an nguy, không để ý chút nào, ngược lại là tưởng nhớ gia tộc hậu bối, muốn Diệp Thần thay thế bảo vệ. Bảo vệ thanh gia, không thành vấn đề, đệ tử người bị thanh gia nhân quả, sau này ổn thỏa tận lực bảo vệ. Nghe thái cổ đan tôn mà nói, Diệp Thần cơ hồ không có do dự, lập tức đáp ứng. Coi như thái cổ đan tôn không nói, hắn thu lấy thanh gia tổ lửa tử tiêu hàn diễm, trên mình nhân quả quả thực không nhỏ, thành tựu báo đáp, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ thanh gia chu toàn. Ngày khác diệt thế tai ương hạ xuống, hắn sẽ không để cho thanh gia xảy ra chuyện. Rất tốt, nếu ngươi chịu bảo vệ ta thanh gia, ta vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Thái cổ đan tôn khẽ mỉm cười, điểm ngón tay một cái, một cổ hàm chứa tiên thiên bát quái hơi thở, vô cùng huyền ảo tinh mang, rơi vào Diệp Thần trên mình. Ở thái cổ tinh mang bơm vào hạ, Diệp Thần trong cơ thể bạo vọt tử tiêu hàn diễm, lại là ngay tức thì an tĩnh lại, giống như bị tuần phục, tất cả lệ tính nhất thời tản đi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Diệp Thần nội thị kinh mạch, thấy một màn này, nhất thời vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn. Tử tiêu hàn diễm vốn chính là thái cổ đan tôn thần hỏa, lúc này thái cổ đan tôn tự mình ra tay, chỉ một cái, liền nghiền diệt tử tiêu hàn diễm lệ tính, hoàn toàn thuần phục chân áp. Ta già rồi, cái này tử tiêu hàn diễm, sau này liền truyền thừa cho ngươi. Thằng nhóc, không nên để cho ta thất vọng. Thái cổ đan tôn ngón tay gật liên tục, đạo đạo tinh mang rơi vào Diệp Thần trong cơ thể. Vậy một món tử tiêu hàn diễm, hoàn toàn hóa thành tinh thuần ngọn lửa linh khí, không ngừng ở Diệp Thần trong kinh mạch chảy xuôi. Diệp Thần cả người ấm áp, không nói ra được thoải mái hưởng thụ, khí tức trong người không ngừng tăng lên, ngay lập tức tới giữa, lại là đột phá tới hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Rất tốt, ta tấn thăng. Đa tạ tiền bối truyền công, đại ân đại đức, đệ tử nhất định sẽ không quên. Diệp Thần nắm quyền một cái, giữa trán tràn đầy vui vẻ. Ở tử tiêu hàn diễm bồi bổ hạ, hắn cảnh giới tu vi, cũng là ngay tức thì đột phá, đạt tới hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Hô 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 hô, lửa cháy bừng bừng lao nhanh, như bách xuyên về biển. Từng luồng tím tiêu viêm mang, hội tụ đến Diệp Thần đan điền bên trong, tạo thành một đóa vô cùng sáng chói ngọn lửa, tản mát ra đậm đà tiên thiên mây tía, và cực hạn rét lạnh hơi thở, chính là tử tiêu hàn diễm. Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn luyện hóa tử tiêu hàn diễm, vô tận viêm mang, ở hắn quanh thân cổn đáng trước, chung quanh bạo dũng mà đến sóng lớn nước biển, ở nóng rực dưới nhiệt độ, nhưng là không ngừng bốc hơi, suy suy vang dội. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, lôi kiếp hỏa vân mãnh liệt, sương tuyết loạn vũ.
theo Diệp Thần hoàn toàn luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, trong thiên địa dị tượng, kinh khủng hơn. Vô số sấm sét sét đánh, hoa phá trường không, phát ra làm người ta sợ hãi nổ đùng, một phiến phiến lạnh vô cùng xương hoa, rối rít bay xuống ở trên vùng đất. Giới vực thành trung tâm, đứng sừng sững một tòa nguy nga tháp lớn, cao vút trong mây, cắm thẳng vào chân trời, một mắt lại có thể không thấy được đỉnh tháp. Nơi này, chính là trong truyền thuyết đan tháp, giới vực thành thánh địa vậy tồn tại. Truyền thuyết dọc theo đan tháp leo lên, có thể leo đến thượng giới trong cung điện đi. Thông thiên tháp lớn, tràn ra từng tia cổ xưa hồng mông hơi thở. Đan này tháp, nguyên lai cũng là một kiện 33 thiên hồng mông chí bảo, kêu càn khôn huyền hỏa tháp, thân tháp mơ hồ tràn ngập từng luồng huyền hỏa hồng mang, vô cùng huy hoàng. Ở chỗ này luyện đan, tỷ lệ thành công có thể thật to tăng lên. Thiên địa dị tượng mãnh liệt, sấm sét biến dạng, hỏa vân chìm nổi, sương tuyết phiêu bay, nhưng đan tháp đứng sừng ở giữa trời đất, đỉnh thiên lập địa, không có chút nào bị rung chuyển dấu hiệu, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Đan tháp cao tầng, hai cái ông già đứng chắp tay. Càn lão, lớn như vậy khí tượng, người thấy thế nào? Ha ha, Thanh gia Gia Long, không biết là đệ tử nào, có tốt như vậy tư chất, lại có thể luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm. Cái này hai cái ông già, kêu Càn Khôn nhị lão, là đan tháp thái thượng trưởng lão, có vô cùng mạnh mẽ thần thông, tu vi sâu không lường được, nếu như hai người liên thủ, thậm chí có thể điều động đan tháp hồng mông thiên uy, trấn áp tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Cho lão phu xem. Khôn trưởng lão đưa ra gầy đét tay trái, một món thần quang điểm ra, mở ra thành một bức tranh. Hình ảnh bên trên, Diệp Thần ngồi xếp bằng dưới đất, cả người ngọn lửa nổ tung. Chung quanh không ngừng có sóng lớn đánh vào tới đây, nhưng đụng phải hắn ngọn lửa trên người, cũng suy suy vang dội, bị bốc hơi thành màu trắng hơi nước. Ồ, lại có thể không phải Thanh gia đệ tử, mà là Diệp Thần thằng nhóc này. Khôn trưởng lão nhìn bức họa này mặt, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn lấy là có thể luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, hẳn là Thanh gia đệ tử, nhưng không nghĩ tới lại là một cái người ngoài. Tối hôm qua Diệp Thần đi tới giới vực thành. Ở Thanh gia trong yến hội náo loạn một phen, tin tức này, đan tháp bên này tự nhiên vậy nhận được. Thằng nhóc này sợ không đơn giản à, như thế dễ dàng liền luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, hắn huyết mạch thiên phú, sợ là phải nghịch thiên. Càn trưởng lão thò đầu tới đây, nhìn trong hình Diệp Thần, cũng là vô cùng khiếp sợ. Ở Diệp Thần chung quanh thân thể, cũng không có bất kỳ phụ trợ nào linh tài. Nói cách khác, hắn là chỉ bằng vào mình huyết mạch lực lượng. Liền hoàn toàn luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, không cần dựa vào bất kỳ ngoại vật. Hắn huyết mạch thiên phú, có thể tưởng tượng được có lợi hại bực nào, biết bao nghịch thiên. Chặc chặc, như thế nghịch thiên đứa nhỏ, nếu như có thể thu về dưới quyền, sau này lão phu trở về thượng giới, trong tầm tay à. Khôn trưởng lão nheo mắt lại, động thu học trò tâm tư. Huyền Thương Tinh, người muốn nhận đồ, hỏi qua lão phu chưa? Càn trưởng lão vậy động thu học trò ý niệm. Thân thể cuốn lên gió lớn, mũi tên vậy bay vút ra, thằng nhóc này, ta Huyền Thương Hạc coi trọng, không cho phép người nào động. Lại là trước tiên động thủ trước, phải đi Thanh gia tổ địa cướp người. Huyền Thương Hạc, cho lão phu đứng lại. Khôn trưởng lão hét lớn một tiếng, vội vàng phi thân ra, vậy hướng Thanh gia tổ địa chạy tới. Nguyên lai cái này Càn Khôn nhị lão, một cái kêu là Huyền Thương Hạc, một cái kêu là Huyền Thương Tinh, đều là thượng giới tôn tộc. Sau đó bởi vì xúc phạm nữ hoàng, bị cách chức rơi thần quốc thủ tháp. Chỗ tòa này đan tháp, đã từng là nữ hoàng thiên cung pháp bảo, dọc theo đan tháp leo lên, có thể leo đến thượng giới đi. Sau đó, Huyền Cơ Nguyệt ám sát luân hồi đứng đầu, ở thượng giới đưa tới kinh thiên ba lan, đan này tháp và thượng giới liên lạc, cũng bị hoàn toàn cắt đứt. Càn Khôn nhị lão ở chỗ này thủ tháp, không biết trải qua nhiều ít năm tháng, từ đầu đến cuối không thấy được trở về thượng giới hy vọng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần xuất hiện, lại để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Tốt như vậy huyết mạch tư chất, nếu như tiến hành đào tạo, tất thành đại khí, sau này chấp trưởng đan tháp, nói không chừng có thể lần nữa và thượng giới thành lập liên lạc, để cho bọn họ trở lại thượng giới đi. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt sau lưng ân oán. Nếu như bọn họ biết, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám thu Diệp Thần làm đồ đệ. Bởi vì đã từng là Diệp Thần, nhưng mà luân hồi đứng đầu, đủ để trấn áp Huyền Cơ Nguyệt tồn tại. Bọn họ muốn nhận đồ, đơn giản là thiên đại cười nhạo. Mà lúc này,
Thanh gia tổ địa bên trong. Diệp thần đã hoàn toàn luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, hắn có thể như thế đơn giản luyện hóa, trừ huyết mạch tư chất, quan trọng hơn, là thái cổ đan tôn tương trợ. Suy suy suy, vô tận ngọn lửa cuộn sạch, tổ địa bên trong thương sóng nước đào, lại là nhanh chóng bốc hơi, mới vừa chìm ngập hết thảy sóng biển, hoàn toàn hóa thành hơi nước, chậm rãi bay lên trời. Một khối cổ xưa bia đá, trôi lơ lửng ở Diệp thần sau lưng. Trên tấm bia đá, in một cái thật to viêm chữ. Viêm bia. Ở hoàn toàn luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm sau đó, Diệp thần trong cơ thể viêm bia, năng lượng cũng là lớn kích hoạt, toát ra vô cùng sáng chói viêm mang. Ở Tử Tiêu Hàn Diễm và viêm bia đồng thời dưới sự xung kích, trong thiên địa thương sóng nước đào, chính là hoàn toàn bốc hơi tiêu trừ. Sư tôn, ngươi lại có thể hoàn toàn luyện hóa tổ lửa. Trên bầu trời, Thanh Thu Vân vô cùng kinh ngạc, đầu ngón tay che môi đỏ mọng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Tử Tiêu Hàn Diễm năng lượng, hạng hung ác bàng bạc, trong chớp mắt, Diệp thần lại có thể hoàn toàn luyện hóa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chúc mừng đại nhân! U Oanh Quỷ Dữ cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, không biết Diệp thần khiến cho thần thông gì, có thể như thế nhanh chóng luyện hóa. Hắn hai người chúng ta nhưng là không biết. Diệp thần đã lấy được thái cổ đan tôn truyền thừa, muốn luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Bên kia nha đầu, gần cốt tư chất không tệ, thằng nhóc, người sau này phải chiếu cố thật tốt. Thái cổ đan tôn hơi hí mắt, đánh giá Thanh Thu Vân. Thanh Thu Vân là hắn hậu nhân, cái này cốt tú thanh niên, thướt tha tuyệt lệ hình dáng, cũng để cho hắn vô cùng hài lòng. Đệ tử nhất định. Diệp thần cười khổ một tí, nghe thái cổ đan tôn giọng. Tựa hồ có gả phó thác ý, nhưng trên người hắn tình nhiệt quá nhiều, cũng không nguyện lại hơn chọc nhân quả. Mà tế đàn bên ngoài, thành trấn nam đang dẫn người nhanh chóng chạy tới, thấy chung quanh nước đào toàn bộ bốc hơi, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi. Nguy rồi, thằng nhóc kia, khẳng định hoàn toàn luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, ta thành ra tổ lửa à. Thành trấn nam lửa giận trùng tiêu, xem bộ dáng kia, Diệp thần rõ ràng luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, mới có thể dựa vào tổ lửa năng lượng. Hoàn toàn bốc hơi thương sóng lưu li hơi thở. Vừa nghĩ tới thanh gia tổ lửa, rơi xuống bên ngoài trong tay người, thanh trấn nam trong lòng vô cùng chấn động, vô cùng nổi nóng. Mà thanh gia bên trong phủ đệ, tộc trưởng thanh trấn trung nhìn bên ngoài thiên địa dị tượng mãnh liệt, vô số mây sấm dũng động hình ảnh, cũng biết việc lớn không ổn. Ta thanh gia tổ lửa, bị hoàn toàn luyện hóa. Thanh trấn trung ra mặt co giúp, chỉ có Tử Tiêu Hàn Diễm bị hoàn toàn chiếm đoạt luyện hóa. Mới sẽ đưa tới lớn như vậy dị tượng. Gia môn bất hạnh à. Thanh nhi vậy nha đầu, thật cầm tổ lửa lấy lại cho người ngoài. Diệp thần thằng nhóc kia, có gì tư cách chấm mút tổ lửa? Ta muốn hắn bầm thây vạn đoạn. Thanh trấn trung giận đùng đùng dị thường, sải bước ra, như tia chớp bôn lôi chạy tới tổ địa. Ông! Sau ót của hắn, chấn động ra từng vòng lưu ly bảo quang. Một cái tinh xảo nhã trí, mài rũa thương sóng phủ văn li, thoáng chốc nổi lên, như một viên yêu kiều đá quý, sáng chói tinh thần, quanh quẩn hắn quanh thân không ngừng xoay tròn. Đây là thương sóng lưu li hình chiếu. Lấy thanh trấn trung tu vi, mặc dù không có thể luyện hóa thương sóng lưu li, nhưng hắn thân là thanh gia tộc trưởng, đã có thể điều động thương sóng lưu li bộ phận năng lượng. Cái này hình chiếu uy lực, so với thông thường lưu li bảo phù, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Hắn phải lấy hào hùng thương sóng thiên uy, chấn giết Diệp thần. Rất nhanh, thanh trấn trung đi tới tổ địa. Tộc trưởng đại nhân, rừng cây dâu bên ngoài, rất nhiều thanh gia đệ tử, đang thùng sắt vậy bao quanh, thấy thanh trấn trung tới, lật đật chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Cũng theo ta đi vào. Thanh trấn trung vung tay lên, sải bước vào tổ địa. Một đám thanh gia đệ tử, theo sát hắn. Tộc trưởng tới. Thanh gia trưởng lão Thanh Trấn Nam, cảm nhận được liền Thanh Trấn Trung hơi thở, nhất thời dừng bước lại. Tổ lửa bị người chiếm đoạt luyện hóa, chuyện lớn như vậy, hắn không cách nào xử lý, Thanh Trấn Trung tới đúng dịp. Rất nhanh, Thanh Trấn Trung chạy tới. Chấn động Nam trưởng lão, như thế nào? Thanh Trấn Trung nhìn xem Thanh Trấn Nam, người sau lúc này hình dáng, có chút bụi văng đầy người. Tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn. Thanh Trấn Nam quỳ xuống đất. Một mặt thống hận nói, tổ lửa bị người luyện hóa, ta sử dụng thương sóng lưu li bảo phù, cũng không thể ngăn cản, mời tộc trưởng thứ tội,
không sao, ai dám động ta Thanh gia tổ lửa, ta kêu hắn phun ra chính là. Thanh Trấn Trung hừ lạnh một tiếng, sải bước đi về trước đạp đi, từng vòng lưu ly bảo quang, không ngừng tách thả ra, trên mình khí thế vô cùng khoáng đạt. Thanh Trấn Nam và rất nhiều đệ tử, lật đật đi theo lên. Thanh Trấn Trung tu vi, chỉ có thiên thần cảnh tầng 5 trời, cũng không có bao nhiêu nghịch thiên, nhưng ở trên tay hắn thương sóng lưu ly ly, nhưng là vô cùng khủng bố, vô cùng bá đạo, có ngập trời hồng mông uy áp, coi như chỉ là một đạo hình chiếu, vậy đủ để chấn giết hết thảy kẻ địch, đặc biệt đáng sợ. Khí tức thật là mạnh. Tổ địa bên trong tế đàn, Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, vậy cảm thấy một hồi ác liệt hơi thở tấn công tới. Hạ một sát, bóng người không ngừng hội tụ, càng ngày càng nhiều. Thanh Trấn Trung, Thanh Trấn Nam đoàn người, đằng đằng sát khí chạy nhanh đi vào. Cha, chấn động Nam bá bá. Thanh Thu Vân thấy được hai người, lật đật cúi đầu thi lễ. Thúi nha đầu, ngươi làm chuyện tốt, ta trở về lại tính với ngươi nợ. Thanh Trấn Trung ngang nàng một mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Thời khắc này Diệp Thần, cả người lửa cháy bừng bừng cháy, như một tôn hỏa thần, uy vũ đường đường. Tiểu tạp chủng, lại dám chấm mút ta Thanh ra tổ lửa, cho ta phun ra. Thanh Trấn Trung vung tay lên, không nói hai lời, sử dụng thương sóng lưu ly ly, hướng Diệp Thần hung hăng nghiền ép đi. Thanh tiền bối, nghe ta giải thích. Diệp Thần không nghĩ tới Thanh Trấn Trung vừa thấy mặt đã động thủ, hắn muốn giải thích vậy không còn kịp rồi. Chỉ gặp thương sóng lưu ly ly, toát ra xanh thẳm thần quang, như hãn biển mãnh liệt, tầng tầng thương sóng sóng nước, vô tận sóng lớn, từ ly trong chản tràn ngập ra. Toàn bộ ly ly, xen lẫn trời long đất lở, sóng gió kinh hoàng uy áp, như một loại long hạ xuống, hung hăng chấn giết xuống. Diệp Thần tu vi, đã tấn thăng đến hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, hơn nữa luyện hóa tử tiêu hàn diễm, lớn hơn nữa lớn kích hoạt viêm bia năng lượng, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thương sóng lưu ly ly tuy lợi hại, nhưng lấy hắn thực lực trước mắt, đủ để chống lại. Bất quá, Diệp Thần chẳng muốn làm lớn chuyện, cũng không có ra tay, mà là rút người ra lui về phía sau. Oanh! Vậy thương sóng lưu ly ly sóng nước bùng nổ, một viên kinh khủng thủy long, hung hăng nổ ở hắn mới vừa đứng địa phương, nhất thời kích thích ngút trời bụi mù, thanh thế kinh người. Thanh tiền bối, chớ động thủ, nghe ta một lời. Diệp Thần muốn mở miệng. Thằng nhóc, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi nuốt ta Thanh ra tổ lửa, còn cấu kết thượng cổ đại hung, tội không cho xá, cho ta chết. Thanh Trấn Trung nhìn xem u oanh quỷ dữ một mắt, nghiêm túc tiếng quát to, thương sóng lưu ly ly lại lần nữa sử dụng, vô tận hơi nước tràn ngập, như hãn biển kích thiên, gào thét ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đang định ra tay nghênh kích, bỗng nhiên tới giữa, một đạo thương tinh tinh mang, một đạo bay hạc tinh mang, từ trên trời hạ xuống. Mang cuồn cuộn uy áp, đánh lui Thanh Trấn Trung pháp bảo. Thanh hội trưởng, cần gì phải lớn như vậy động can qua. Chỉ gặp hai cái ông già, tung bay trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần và Thanh Trấn Trung tới giữa. Càn Khôn nhị lão, các ngươi làm sao tới? Thanh Trấn Trung hơi kinh hãi, cái này hai cái ông già, chính là Đan Tháp Càn trưởng lão Huyền Thương Hạc, còn có Khôn trưởng lão Huyền Thương Tinh. Hai người này, đều là Đan Tháp Thái Thượng trưởng lão. Luyện đan thành tựu cao vô cùng siêu, đã từng là thượng giới tộc nhân, địa vị tôn sùng, bảo vệ đan tháp không biết đã bao nhiêu năm. Lần này đan tôn đại hội, cũng là bọn họ đảm nhiệm trọng tài. Thanh Trấn Trung lại không nghĩ rằng, Càn Khôn nhị lão sẽ hạ xuống nơi đây. Thanh hội trưởng, thật may chúng ta kịp thời chạy tới, nếu không khối này lương tài Mỹ Ngọc, sẽ bị ngươi hủy diệt hả? Càn Khôn nhị lão híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, ánh mắt vô cùng hài lòng. Lương tài Mỹ Ngọc, hừ, thằng nhóc này chẳng biết xấu hổ, trộm nuốt ta Thanh ra tổ lửa, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thanh Trấn Trung sắc mặt tức giận, nói. Thanh hội trưởng an tâm một chút chứa nóng, hắn luyện hóa ngươi Thanh ra tổ lửa, cũng là vạn bất đắc dĩ sự việc. Càn Khôn nhị lão điểm ngón tay một cái, từng luồng thần quang ngưng tụ, hóa thành một bức họa cuốn, bức họa bên trên, nhưng cho thấy liền tử tiêu hàn diễm tránh thoát phong ấn, muốn chạy trốn rời đi. Cuối cùng Diệp Thần vạn bất đắc dĩ, mới chấn áp luyện hóa hình ảnh. Cái này, đây là... Thanh Trấn Trung nhìn bức họa bên trong hình ảnh, nhất thời ngây ngẩn. Nguyên lai Diệp Thần cũng không phải cố ý phải chiếm đoạt tử tiêu hàn diễm, mà là chân thực vạn bất đắc dĩ, nếu bị tử tiêu hàn diễm thoát khốn rời đi, tổn thất càng nghiêm trọng hơn.
Cái này hai ông già, thật là lợi hại suy diễn thần thông, lại có thể như thế tùy tiện liền dòm ngó thấy đi qua nhân quả, sợ không phải thượng giới thủ đoạn. Diệp Thần lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi ngưng trọng. Từ Càn Khôn nhị lão trên mình, hắn bắt được một chút thượng giới hơi thở. Nhỏ xem kỹ dưới, hắn quả nhiên phát hiện, Càn Khôn nhị lão đã từng là thượng giới tôn tộc, bởi vì đắc tội nữ hoàng, mới bị cách chức tới nơi này thủ tháp. Thanh hội trưởng, sự việc đều là hiểu lầm, mời ngươi không muốn tức giận. Càn Khôn nhị lão mỉm cười nói. Hừ, ta thanh ra tổ lửa, cứ như vậy bị thằng nhóc này nuốt, chẳng lẽ muốn ta lúc này bỏ qua? Hắn một cái người ngoài, có gì tư cách chiếm đoạt ta thanh ra tổ lửa? Thanh Trấn Trung biết nhân quả, nhưng trong lòng vẫn tức giận khó dằn, dẫu sao Diệp Thần là một cái người ngoài, không có tư cách chấm mút Tử Tiêu Hàn Diễm. Cha, sư tôn hắn không là người ngoài. Thanh Thu Vân kêu lên. Ngươi cho ta im miệng. Thanh Trấn Trung cả giận nói. À, thằng nhóc, xem ra ta cái này hậu bối, nóng nảy có chút hung dữ à, phải chăng cần ta hiện thân giải quyết? Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Cổ Đan Tôn phát ra một tiếng thở dài. Đan Tôn tiền bối, không cần làm phiền đại giá ngươi, đệ tử có thể xử lý. Diệp Thần cũng không muốn để cho Thái Cổ Đan Tôn hiện thân, dẫu sao Càn Khôn nhị lão ở chỗ này, bọn họ cũng đã từng là nữ hoàng thuộc hạ, nếu như bại lộ mình bí mật, bị Huyền Cơ Nguyệt thám thính được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốt lắm, ngươi từ từ xử lý đi, nếu như không có thể giải quyết, ta có thể vì ngươi ra tay. Mấy cái hậu sinh vãn bối, nóng nảy táo bạo như vậy, như thế nào có thể đủ được việc. Thái Cổ Đan Tôn nhìn Thanh Trấn Trung nóng nảy hình dáng, trong lòng rất là không biết làm sao. Thật may, Thanh gia còn có một cái Thanh Thu Vân. Hắn đối với Thanh Thu Vân gân cốt tư chất, ngược lại là vô cùng hài lòng. Con bé này, sau này tất có thể trọng trấn Thanh gia huy hoàng. Thằng nhóc, ta xem ngươi tư chất không tệ, nhưng có ý bái sư. Chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, sau này sẽ là ta đan tháp người. Lúc này, Càn trưởng lão Huyền Thương Hạc lên tiếng. Thanh hội trưởng, chỉ cần hắn bái nhập ta đan tháp cử xuống, liền không tính là người ngoài, ngươi thấy thế nào? Huyền Thương Hạc lại nhìn Thanh Trấn Trung một mắt. Càn trưởng lão, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ. Thanh Trấn Trung bữa cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Huyền Thương Hạc lại có thu học trò ý. Không sai, thằng nhóc. Ngươi như muốn bái sư, liền quỳ xuống dập đầu đi. Huyền Thương Hạc nhìn Diệp Thần, vuốt râu mỉm cười, một bộ dáng cao cao tại thượng. Thanh Trấn Trung trong đầu nghĩ, thằng nhóc này như chịu bái nhập đan tháp, vậy coi là người mình, sau này tiến hành chăm sóc huấn luyện, cực kỳ quản thúc, cũng có thể là ta thanh ra cống hiến. Nghĩ tới đây, Thanh Trấn Trung sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Này, Huyền Thương Hạc, rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Ngươi làm sao có thể hoành đao cướp lấy? Khôn trưởng lão Huyền Thương Tinh đứng dậy, một mặt bộ dáng bất mãn, cười híp mắt nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc, xương già này hành tương tự mộc, người bái hắn không dùng, không bằng bái ta làm sư phụ, người muốn học võ đạo, y thuật, luyện đan, thậm chí là hồng mông cổ pháp, ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Này, Huyền Thương Tinh, ngươi nói ai hành tương tự mộc? Huyền Thương Hạc lão mi lay động, ngang hắn một mắt. Hai bởi vì thu Diệp Thần làm đồ đệ, lại có thể tranh đoạt đứng lên. Xin lỗi, hai vị tiền bối, ta vô tình bái sư, mời hai vị thứ lỗi. Nhưng mà, Diệp Thần lại đột nhiên mở miệng, giọng mang một chút lạnh lùng. Luận võ nói, bàn về y thuật, bàn về đan đạo, cái này Càn Khôn nhị lão, căn bản không thể và luân hồi mộ địa bên trong đại năng so sánh. Diệp Thần không có bất kỳ hứng thú bái sư. Huống chi. Cái này hai người còn từng là thượng giới tộc nhân, nếu như bị bọn họ biết mình thân phận, tuyệt đối sẽ đưa tới nghiêm trọng tai nạn. Cái gì, ngươi chẳng muốn bái sư? Càn Khôn nhị lão nghe được Diệp Thần mà nói, đều là vô cùng kinh ngạc. Ngươi có biết hay không, ở giới vực thành bên trong, lại có bao nhiêu người tranh phá đầu, cũng muốn bái anh em chúng ta vi sư, chúng ta có thể vừa ý ngươi, là ngươi thiên đại cơ duyên, ngươi lại có thể cự tuyệt. Càn Khôn nhị lão khó tin. Lấy là mình nghe lầm, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Thanh Trấn Trung, Thanh Trấn Nam, Thanh Thu Vân, U Anh Quỷ Dứ, còn có đệ tử chung quanh cửa, cũng là một mặt ngạc nhiên hình dáng. Càn Khôn nhị lão thu học trò, lớn như vậy cơ duyên, Diệp Thần lại cự tuyệt, chân thực ra tất cả mọi người ý liệu. Đa tạ hai vị tiền bối coi trọng tương gia,
nhưng ta một người tự do tự tại thói quen, không thích bị người quản thúc, xin hãy thứ lỗi. Diệp Thần giọng bình thản, thậm chí mang một chút hờ hững, thái độ đặc biệt kiên quyết. Thằng nhóc, người thật cự tuyệt. Càn Khôn Nhị Lão đều là gương mặt lay động, có chút không nén giận được. Bọn họ ở giới vực thành bên trong, địa vị vô cùng tôn sùng, vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Xin lỗi. Diệp Thần sắc mặt hứng hờ như cũ, không có chút nào bái sư ý. Yên tĩnh. Không khí chung quanh, nhất thời rơi vào yên tĩnh bên trong. Rất tốt, thằng nhóc, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hồi lâu, Càn Khôn Nhị Lão hừ một tiếng, sắc mặt khá là tức giận, cũng sẽ không lưu lại, ngự gió bay khỏi đi. Thằng nhóc, Càn Khôn Nhị Lão muốn thu ngươi làm đồ đệ, đây là ngươi thiên đại cơ duyên, ngươi lại có thể không chịu đáp ứng, đơn giản là không tán thưởng. Thanh Trấn Trung nhìn chằm chằm Diệp Thần, nếu Diệp Thần không chịu bái nhập đan tháp môn hạ, đó chính là một cái người ngoài. Từng vòng lưu ly bảo quang, không ngừng từ trên người hắn tràn ngập ra, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, chân áp Diệp Thần, nhưng bỗng nhiên, một cổ minh mông thái cổ chập chờn, nhưng bỗng nhiên tràn vào đầu óc. Trong thoáng chốc, Thanh Trấn Trung ngây ngẩn. Cái này cổ thái cổ chập chờn, hơi thở quá quen thuộc. Đây là Thanh gia tổ tiên, thái cổ đan tôn uy áp. Chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này trên mình, tại sao có thể có lão tổ tông uy áp? Thanh Trấn Trung vô cùng lộ vẻ xúc động, kinh hãi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng là ngạc nhiên, bởi vì hắn mới vừa cảm nhận được, thái cổ đan tôn ra tay, thả ra một chút uy áp, trực tiếp chấn nhiếp Thanh Trấn Trung. Thằng nhóc, mau chặt đứt nơi đây nhân quả, ta còn có một môn thuật pháp muốn truyền thụ cho ngươi. Thái cổ đan tôn thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra, hắn chẳng muốn lãng phí nữa thời gian, trực tiếp vận dụng một chút uy áp, đánh vào Thanh Trấn Trung đầu óc bên trong. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng Thanh Trấn Trung chắp tay, nói Thanh tiền bối, ta luyện hóa Tử Tiêu Hàn Diễm, thật sự là vạn bất đắc dĩ, thành tựu báo đáp, sau này ta sẽ chiếu cố thật tốt Đồ Nhi Thu Vân, vậy sẽ bảo vệ các ngươi Thanh gia, mời ngươi yên tâm, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần liền xoay người rời đi. Mà Thanh Trấn Trung, nhưng là cả người chấn động, không có ngăn trở. Bởi vì, từ Diệp Thần trên mình, hắn cảm nhận được liền thái cổ đan tôn hơi thở. Đây là chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này trên mình, tại sao có thể có lão tổ tông hơi thở? Thanh Trấn Trung kinh hãi không thôi, tim đập bịch bịch, thầm nói, chẳng lẽ, hắn là lão tổ tông chuyển thế? Nếu không, hắn làm sao có thể như thế ung dung, liền hoàn toàn luyện hóa tổ lửa? Nghĩ đến đây, Thanh Trấn Trung tim đập kịch liệt hơn. Thái cổ đan tôn uy áp, không ngừng ở hắn đầu óc bên trong vang vọng. Hắn thậm chí muốn quỳ ngã xuống, cúi phục xưng thần. Nhìn Diệp Thần rời đi, Thanh Trấn Trung cũng không có chút nào ngăn trở. U Oanh quỷ dữ đi theo Diệp Thần, Thanh Thu Vân suy nghĩ một chút, cắn răng, vùng vẫy một phen, cũng đi theo lên, quay đầu nhìn Thanh Trấn Trung một mắt, nói. Cha, sư tôn thật không phải là người ngoài, người không muốn tức giận. Rất nhanh, ba người rời đi tổ địa. Tộc trưởng, cứ như vậy để cho bọn họ đi sao? Thanh Trấn Nam nóng nảy, muốn mang người đi cản đường. Để cho bọn họ đi. Thanh Trấn Trung sắc mặt hơi trắng bệch, tâm thần vẫn mang to lớn rung động. Tại sao? Thanh Trấn Nam muốn không rõ ràng, hiện tại Diệp Thần không chịu bái nhập đan tháp, hoàn toàn đắc tội Càn Khôn Nhị Lão, có thể nói là triệt triệt để người ngoài, giữ lại hắn tánh mạng, nhất định là cái gieo họa. Tiểu tử này hơi thở, có chút cổ quái, cùng đan tôn đại hội sau khi kết thúc, chúng ta làm tiếp định đoạt. Thanh Trấn Trung ánh mắt lóe lên, mới vừa thái cổ đan tôn uy áp, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Thần chính là thái cổ đan tôn chuyển thế. Nếu quả thật như vậy, mình như thế mạo phạm cử động, ngang hàng là xúc phạm lão tổ tông, thập ác không tha. Bất quá, hắn cũng không dám xác định. Tình hình bây giờ, chỉ có chờ đợi đan tôn đại hội bắt đầu, hắn muốn xem Diệp Thần luyện đan thủ đoạn, làm phán đoán tiếp. Mà lúc này Diệp Thần, mang Thanh Thu Vân, U Oanh quỷ dữ, đi tới một tòa trên núi hoang, tạm thời nghỉ ngơi, là hai ngày sau đan tôn đại hội làm chuẩn bị. Đồ nhi, quỷ dữ, ta muốn tu luyện, các ngươi tận lực không nên quấy rầy ta. Diệp Thần phân phó, một mình tìm một khối tĩnh lặng địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Đại nhân, U Oanh quỷ dữ đi tới dưới chân núi, ngưng thần đề phòng,
phòng ngừa người ngoài lên núi. Mà Thanh Thu Vân, ôm đầu gối ngồi ở một cây đại thụ hạ, ánh mắt lưu phán, mang vẻ ngưng trọng ý. Lần này Diệp Thần cự tuyệt bái sư, đắc tội Càn Khôn nhị lão, cùng đan tôn đại hội bắt đầu, hắn muốn đoạt cúp, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Bởi vì, Càn Khôn nhị lão là đan tôn đại hội trọng tài. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ dùng mọi cách gây khó khăn, không thể nào để cho Diệp Thần nhẹ dễ thủ thắng. Mà Diệp Thần cũng rất rõ ràng một điểm này. Đan tôn tiền bối, người có cái gì thuật pháp truyền thụ cho ta? Luân hồi mộ địa bên trong, Diệp Thần hỏi nói. Hai ngày sau chính là đan tôn đại hội bắt đầu cuộc sống, chàng này hội họp lớn, đối với hắn vô cùng trọng yếu, chỉ có đoạt cúp mới có thể bắt được huyết mạch sơ khai khen thưởng, để cho tiểu hoàng khôi phục thương thế. Hắn thăng cấp huyền diễm, cường hóa viêm bia, cắn nuốt tử tiêu hàn diễm, nhưng muốn đoạt cúp, còn chưa đủ, bởi vì hắn đắc tội Càn Khôn nhị lão, đến lúc đó bắt đầu tranh tài, đối phương khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Muốn thắng được nói, phải để cho Thái Cổ Đan Tôn ra tay, truyền thụ hắn nghịch thiên thuật luyện đan pháp, hắn mới có nắm chắc đoạt cúp. Thằng nhóc, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, ta cũng không giấu giếm ngươi. Thái Cổ Đan Tôn trên mình tràn ngập từng vòng lưu ly bảo quang, cả người khí độ xâm nghiêm, hắn nâng lên già nua bàn tay, hơi lộn một cái, một quả cổ xưa ngọc giản, chính là hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Cửa này bát quái thiên đan thuật, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, là ta cốt lõi nhất thuật luyện đan pháp, lấy bát quái thiên uy luyện đan, quỷ thần khó lường, nghịch thiên vô địch. Chỉ cần ngươi luyện thành bát quái này thiên đan thuật, cái gì đó đan tôn đại hội, ngươi tùy tiện cũng có thể đoạt cúp. Nhưng bát quái thiên uy, thật khó lĩnh ngộ, xem ngươi ngộ tính. Thái Cổ Đan Tôn cong ngón tay bắn ra, ngọc giản suy một tiếng, rơi vào Diệp Thần trong tay. Bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Thái Cổ Đan Tôn thuật luyện đan pháp, lại là một môn hồng mông cổ pháp. Hắn lúc này trầm xuống tâm thần, quét nhìn trong ngọc giản nội dung. Chỉ gặp bên trong ngọc giản ghi lại thuật pháp, đặc biệt chi huyền ảo, hàm chứa phức tạp bát quái đại đạo biến hóa. Bát quái người, Càn là trời, Khôn là đất, Khảm là nước, Ly là hỏa, Chấn là sấm, Đoái là nhà, Tốn là gió, Cấn là núi. Bát quái thiên đan thuật, lấy bát quái đại đạo đúc thành, có thể dùng thiên pháp, pháp, thủy pháp, lửa pháp, lôi pháp, trạch pháp, gió pháp, núi pháp tám loại thủ đoạn luyện đan, luyện chế được đan dược, mang có thiên địa tự nhiên, bát quái huyền cơ hay uẩn. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ bát quái thiên đan thuật bí quyết. Chỉ cảm thấy đầu từng cơn đau nhức, tám loại bất đồng thuộc tính thuật pháp, không ngừng lần lượt thay nhau đánh vào, như đao kiếm vậy vặn cắt đầu óc hắn, để cho hắn đặc biệt khó chịu. Thằng nhóc, như thế nào? Thái Cổ Đan Tôn nhìn Diệp Thần thống khổ hình dáng, mỉm cười hỏi. Tiền bối, bát quái này thiên đan thuật, tựa hồ không tốt lĩnh ngộ à? Diệp Thần nhất thời cười khổ, bát quái thiên đan thuật bí ẩn, so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Nhưng môn này thuật luyện đan pháp, tuyệt đối là nghịch thiên, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn luyện đan thành tựu, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên không tốt lĩnh ngộ, cửa này bát quái thiên đan thuật, là hồng mông thuật pháp ở giữa thứ nhất thuật luyện đan pháp, coi như là ta, cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ một chút, xa xa không đạt tới bát quái quy nhất bước. Thái Cổ Đan Tôn lắc đầu một cái, bát quái thiên đan thuật đặc biệt phức tạp, dính đến bát quái thuật pháp biến hóa, bát quái lẫn nhau xen lẫn. Lại là thiên biến vạn hóa, cho dù có nguyên thủy ngọc giản, vậy rất khó lĩnh ngộ. Trừ phi là đạt tới thánh tổ cảnh, thân xác thần hồn hoàn toàn lột xác, mới có hoàn toàn lĩnh ngộ có thể. Bát quái thiên đan thuật đỉnh cấp cảnh giới, là bát quái quy nhất, Càn Khôn Khảm Ly, Chấn Động Đổi Tốn Cấn tất cả thuộc tính thuật pháp, toàn bộ hòa làm một thể. Đến lúc đó, luyện đan sư có thể lấy thiên địa là lò, tạo hóa là công, không cần bất kỳ dược liệu, dẫn vũ trụ tinh khí. Là có thể luyện chế ra đủ loại nghịch thiên đan dược. Dĩ nhiên, bước này, chân thực quá mức nghịch thiên. Coi như là Thái Cổ Đan Tôn, cũng không có đạt tới. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần tất cả tâm thần, đều dùng đang tu luyện bát quái thiên đan thuật phía trên, là đan tôn đại hội làm chuẩn bị. Nếu như có thể luyện thành bát quái thiên đan thuật, chàng này đại hội, hắn tuyệt đối có thể đoạt cúp. Bởi vì bát quái thiên đan thuật, chân thực quá nghịch thiên. Một khi luyện thành, hắn luyện chế ra đan dược, phẩm chất tuyệt đối muốn long trời lở đất, không có bất kỳ người có thể so sánh. Hai ngày thời gian, vội vã đi qua. Rốt cuộc,
Đan Tôn đại hội muốn bắt đầu. Sáng sớm, luân hồi mộ địa bên trong. Thằng nhóc, tu luyện được như thế nào? Thái cổ Đan Tôn cười hỏi. Xấu hổ, đệ tử chỉ lĩnh ngộ lửa pháp và lôi pháp. Diệp Thần lắc đầu một cái, đi qua thời gian 2 ngày tu luyện, bát quái thiên đan thuật 8 môn thuật pháp, hắn chỉ lĩnh ngộ lửa pháp và lôi pháp, những thứ khác thiên pháp, pháp, thủy pháp, gió pháp vân. Vân, hắn một mực không có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ 2 môn thuật pháp, ngược lại cũng không tệ. Thái cổ Đan Tôn gật đầu một cái, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, học được 2 môn thuật luyện đan pháp, Diệp Thần tư chất tuyệt đối là nhất lưu, chí ít so hắn năm đó còn cường hãn hơn. Vậy Đan Tôn đại hội, muốn đến vậy không cao thủ gì, người lĩnh ngộ lửa pháp lôi pháp, đủ để trấn áp toàn trường. Đối với bát quái thiên đan thuật, Thái cổ Đan Tôn đặc biệt có lòng tin, coi như chỉ là 2 môn thuật pháp, cũng không phải là nguyên vẹn, hắn cũng có nắm chắc nghiền ép toàn trường. Hy vọng như vậy, tiền bối, vậy ta lên đường. Diệp Thần chắp tay, lúc này rời đi luân hồi mộ địa. Ánh nắng sáng sớm, bao phủ giới vực thành. Toàn bộ giới vực thành, cũng đắm chìm trong một phiến nắng ban mai chói lọi bên trong. Một tòa sáp thiên tháp lớn, đứng sừng ở trung ương thành phố, thẳng tắp nguy nga, làm người ta rung động. Nơi đây, chính là giới vực thành thánh địa, Đan Tháp. Đan Tôn đại hội, ngày hôm nay đem ở Đan Tháp cử hành. Giới vực thành nhân vật có mặt mũi, còn có gia nhà đệ tử của các phái, thật sớm chạy tới Đan Tháp, ở chung quanh chỗ ngồi thượng tọa hạ, chờ đợi đại hội bắt đầu. Các ngươi đoán, hôm nay Đan Tôn hội họp lớn, ai có thể đoạt cúp? Kia còn cần đoán sao? Nhất định là vực ngoại đan hoàng Dương Liệt, bàn về thuật luyện đan, ai cũng kém hơn hắn. Ta cũng nghĩ vậy như vậy, năm nay người đoạt cúp, nhất định là đan hoàng Dương Liệt. Trên khán đài, tiếng người ồn ào, mọi người rối rít thảo luận. Ngày hôm nay Đan Tôn đại hội đoạt cúp hấp dẫn, không thể nghi ngờ là đan hoàng Dương Liệt, người này luyện đan thành tựu nghịch thiên, cơ hồ không người nào có thể so. Rất nhiều tham dự luyện đan sư, cũng không có ý tranh đoạt thứ nhất, chỉ muốn cướp đoạt hạng nhì. Bởi vì đan hoàng Dương Liệt thuật luyện đan, chân thực thật lợi hại, cơ hồ không có người dám theo hắn so sánh, mọi người chỉ muốn cướp lấy hạng nhì vị trí thôi. Lần này Đan Tôn đại hội, phần thưởng đặc biệt phong phú, coi như là hạng nhì, cũng có phần thưởng giá trị. Này, các ngươi nghe nói Diệp Thần liền sao? Cái đó trong truyền thuyết thần quốc đệ nhất thiên tài, hắn cũng phải tham gia thi đấu. Ha ha, hắn tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì và đan hoàng đại sư so sánh? Trong tiếng nghị luận, ngược lại là có không ít người nhắc tới Diệp Thần. Nhưng cũng không có người cảm thấy, Diệp Thần có thể cùng đan hoàng Dương Liệt so sánh. Nếu như luận võ nói, có lẽ có thể so sánh hợp lại 1-2. Nhưng hôm nay Đan Tôn đại hội, không phải luận võ, mà là bàn về đan. Nói riêng về luyện đan thành tựu, không có ai tin tưởng Diệp Thần có thể thắng được. Đan tháp phía trước, quảng trường lớn như vậy trên, để từng ngọn lò luyện đan, bên cạnh còn chất đống rất nhiều dược liệu nguyên liệu, án trên mặt còn để 3 bản đan phương trục cuốn. Lần này Đan Tôn đại hội, đan phương trục cuốn và luyện đan vật liệu, còn có lò luyện đan, toàn bộ do đan tháp cung cấp. Trên ghế trọng tài, Càn Khôn nhị lão cả người thịnh trang, như pho tượng ngồi ngay thẳng. Hôm nay Đan Tôn đại hội, do bọn họ đảm nhiệm trọng tài. Các ngươi nghe nói không, Càn Khôn nhị lão muốn nhận Diệp Thần làm đồ đệ, kết quả bị cự tuyệt. Diệp Thần thằng nhóc kia, tính khí thật là lớn, liền Càn Khôn nhị lão cũng dám cự tuyệt. Càn Khôn nhị lão xưa nay không ra đời, lần này xuất thủ, lại có thể đụng cái đóng cửa đinh. Chung quanh truyền tới từng cơn thanh âm xì xào bàn tán, Càn Khôn nhị lão nghe vào trong tai, sắc mặt hơi tức giận và quẫn bách. Bọn họ thu học trò không được, chuyện này đã truyền khắp giới vực thành, để cho bọn họ nét mặt già nua có chút không nén giận được. Ngày hôm nay thằng nhóc kia nếu như dám đến, chúng ta liền hung hăng làm nhục hắn một phen. Càn Khôn nhị lão nhìn nhau, trong lòng đều có ăn ý. Thành tựu trọng tài, bọn họ nắm giữ to lớn quyền lực. Nếu như Diệp Thần dám đến tham gia thi đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng mọi cách bắt bẻ, không thể nào cho Diệp Thần đoạt cúp cơ hội. Thậm chí liền một chút mặt mũi cũng không biết cho. Đang. Một tiếng kéo dài tiếng chuông, từ đan tháp bên trong truyền ra. Đan Tôn đại hội, chính thức bắt đầu rồi. Từng vị luyện đan sư, chừng hơn 30 người, lục tục bước vào sân so tài, dựa theo danh hiệu của mình, đi tương ứng vị trí.
Trong này, nhất bắt mắt, chính là Đan Hoàng Dương Liệt hai phụ tử. Bọn họ là toàn trường tiêu điểm, cũng là đàn ông nhận thuật luyện đan lợi hại nhất tồn tại. Hôm nay đại hội, hạng nhất và hạng nhì, sợ không phải bị cha con bọn họ bao lãm. Rất nhiều người xem nhìn hai người, âm thầm nói thì thầm đứng lên. Không, ta cảm thấy hạng nhì, hẳn là Đế Uyên Điện vị kia tư không chấp sự. Có người xem lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào một người mặc ăn mặc nam tử trên mình. Nam tử này, vạt áo trên in Đế Uyên Điện khắc hoa văn, lại là Đế Uyên Điện nhân vật. Nếu như Già Thiên Ma Đế ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, nam tử này, chính là trước đây ở Đế Tuấn Dừng Trúc, muốn cướp đoạt Đế Long Châu Đế Uyên Điện chấp sự, Tư Không Liệt. Nguyên lai cái này Tư Không Liệt, vậy tinh thông thuật luyện đan pháp, cũng tới tham gia đan tôn đại hội. Dẫu sao, đại hội hạng nhất khen thưởng đặc biệt phong phú, thậm chí có trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp, coi như là Đế Uyên Điện người, cũng phải động tâm. Bất quá, Đan Hoàng Dương Liệt mũi nhọn quá thịnh, không có ai cho rằng Tư Không Liệt có thể đoạt cúp, tối đa cướp cái hạng nhì. Thanh gia bên này, thì phái ra Thanh Chấn Nam và Thanh Thu Vân tham gia thi đấu. Rất nhanh, một đám luyện đan sư rối rít vào sân, nhưng cho Thanh Thu Vân chuẩn bị lò luyện đan vị trí, nhưng là trống trơn như vậy, không thấy bóng dáng. Đại tiểu thư hôm nay thật không tới, Diệp Thần thằng nhóc kia đâu. Thấy vậy, Thanh Chấn Nam âm thầm cau mày, hắn tự nhiên biết, Thanh Thu Vân cầm dự thi tư cách, nhưng cho Diệp Thần, mình là sẽ không dự thi, nhưng tranh tài tiếng chuông gõ, còn không gặp Diệp Thần hiện thân, chẳng lẽ thằng nhóc này không dám lộ mặt. Cha, Diệp Thần thằng nhóc kia không tới. Dương Đằng thấy một màn này, cũng là mặt đầy vui vẻ, nghe nói thằng nhóc kia đắc tội Càn Khôn Nhị Lão, hôm nay đại hội, hắn hẳn là không dám tới. Hừ, hắn không đến, coi là hắn vận khí tốt, nếu không lão phu nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đan Hoàng Dương Liệt hừ một tiếng, trước đây ở Thanh gia tiệc, hắn mặt mũi quét sân, trong lòng tự nhiên ký hận chứ Diệp Thần. Lão Khôn, thằng nhóc kia tại sao còn không đến? Trên ghế trọng tài, Càn trưởng lão Huyền Thương Hạc cho mày, hắn còn muốn hung hăng hành hạ Diệp Thần một phen, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể không thấy người. Không có sao, lại đợi một chút, hắn không thể nào không đến. Huyền Thương Tinh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngược lại không có quá nóng nảy. Xin lỗi, ta tới trễ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.